OK, thầy xin chào tất cả các con. Ôi, à, hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới đúng không? Là sau khi nghỉ Tết xong thì à, sẽ là kỳ nghỉ kỳ nghỉ Tết của các con đã qua rồi và bây giờ ấy thời điểm này là chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với chiến dịch là ôn tập học để chuẩn bị thi cho học kỳ 2 Được chưa nào? Đương nhiên là cái 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 bài thi bài của các con làm ở trước tết thì có điểm rồi có comment hết rồi đầy đủ rồi được chưa nào tuy nhiên là trong trường hợp này thì thầy hôm nay là buổi đầu tiên nên thầy chưa muốn công bố điểm cho các con vội được không hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới nên chưa công chưa 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 công bố điểm vội chứ là thầy đã chấm xong hết rồi ok chưa <laughs> thì đầu tiên ấy đầu tiên là thầy năm học mới nên là thầy sẽ thầy sẽ ok không hiểu là bạn bạn duy bạn gọi gì thầy các con cho thầy xin một chút thời gian nhé khả năng là bạn duy bạn gọi không hiểu bạn duy bạn gọi gì các con chờ thầy một tí Ôi, oh, ok. Uh, bạn duy, bạn ấy gọi, uh, bạn ấy, uh, đáng nghĩa là bạn ấy phải xin phép trước nhưng mà bạn ấy chắc là có việc đột xuất nên là bạn ấy mới gọi cho thầy xin phép nghỉ vừa rồi. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ học buổi đầu tiên. Thì đầu tiên đấy, uh, thủ tục là thầy sẽ phải gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các con, đến uh, gia đình, đến các thành viên trong gia đình của các con, đến bố mẹ này, đến ông bà, đến uh, anh chị em của các con một năm mới. À, năm nhâm dần là lời chúc sức khỏe, bạn sự như ý, thành công trong công việc. Thế còn các con ấy thì uh, thứ nhất là phải uh, chăm ngoan học giỏi. Được như thế nào? Uh, luôn luôn là nghe lời ông bà, cha mẹ. Uh, học tập thật tốt. Uh, ít nhất là cái kỳ thi tới này, kỳ thi học kỳ 2 của lớp 8 này này. Các con phải đạt được điểm số cao. Sau đó là tiếp tục dành... Uh, dành dành cái 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 gọi là cái sự quyết tâm nỗ lực của mình để sao cho học lên lớp 9 ấy các con kiến thức phải nắm thật vững bởi vì lớp 9 là cái cái gọi là cái năm bản lề năm cuối cấp nên là các con phải có một cái sự chuẩn bị thật sự chu đáo để thi vào cấp 3 được vào một cái trường mà các con mong muốn được chưa nào các con đừng nghĩ là cái thời gian nó còn dài nhé thực ra mà nói thì chỉ còn lại một năm và 4 tháng nữa thôi một năm và 4 tháng Như vậy là cái thời gian nó không còn quá nhiều đâu Bởi vì cái lượng kiến thức của chúng ta Còn phải học ở học kỳ 2 này Và cái năm lớp 9 Là rất rất nhiều Nó phải nặng hơn các kiến thức còn lại Chúng ta đã được học từ trước đến giờ khá là nhiều Đấy là cái đầu tiên thầy muốn chia sẻ à, Cái thứ hai là à, Đương nhiên là Thầy sẽ phải lì xì cho con trong trường hợp này Thì lì xì như thế nào nhỉ Bằng cách nào nhỉ Lý xì bằng cách nào nhỉ? Tốt nhất là như này nhá. À, những bạn nào mà ở gần nhà thầy mà có thể ví dụ như bởi vì sao tại sao lại gần là bởi vì như này là có một số bạn là chỉ cách nhà thầy có một vài tầng thôi, cùng cái tòa chung cư. Còn có bạn thì cách à, khoảng độ 100 m, các bạn cách 50 mét. Thì có những bạn thì xa hơn, thì có thể cách đến một hai cây, hai ba cây. Có bạn Vi Anh là xa nhất, đúng không? Thì à, à, những bạn nào mà gần ấy, ở gần ấy thì hãy uh, dành thời gian lên uh, chúc tết thầy như thế nào? lên tại nhà tất nhiên là phải liên hệ trước để xem thầy có nhà không thì các con sẽ nhận lì xì tại nhà thầy ok chưa thế còn một số bạn mà một số bạn mà ở xa thì thầy sẽ tìm cách để thầy chuyển tới tay của các con ok chưa lì xì phong bao lì xì uh, uh, nói chung là khi nhận thì các con sẽ biết được là mình được nghỉ xì bao nhiêu tiền đương nhiên là tiền rồi thầy ơi, hôm, uh với bắt đầu Tết em lên đóng tiền học cho thầy thầy mình gì em muốn vụ Dạ sao ạ? À? Thầy nghe chưa rõ lắm ạ à. Lúc mà, mà em lên em đưa tiền học cho thầy thì như thầy mình gì em rồi đúng không ạ? Ừ, không phải cái, cái, chỗ đấy là như là là tiền còn thừa còn lại của mẹ con hay sao mà <laughs> ạ. ừ. ok nhớ nhá những bạn nào ở gần thì chủ động lên nhà thầy chúc tết thầy sau đó là ăn bánh kẹo và nhận thêm lì xì nữa thế còn những bạn ở xa ví dụ như bạn nam này bạn vi anh này bạn bách này những bạn như vậy xa như vậy thì thầy sẽ cố gắng gửi đến tận tay các con ok chưa rồi đấy là cái thủ tục đầu tiên của chúng ta đã xong bây giờ ấy là chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo đó là bắt đầu ôn tập thực ra là như thế này đúng ra là các con còn nợ thầy đấy nhá Tại sao thầy lại nói là nợ là sở dĩ như sau? Là bởi vì là bài tập Tết thì thầy có gửi cho lên group group của lớp chúng ta rồi. Tuy nhiên là thầy cũng chưa thấy là các con có gửi lại bài tập Tết cho thầy. Ok chưa nào? Chỉ có một hai bạn mới gửi thôi. Và như vậy trong lớp chúng ta là chưa đủ. Nhưng mà thôi không sao. Tất nhiên là thầy biết là các con vì khi mà nghỉ Tết thì thường là háo hức. Cho nên là dẫn tới là À, nghỉ ngơi nó hơi Hơi quá tập trung vào cái việc là Nghỉ ngơi và đi chơi Tết đúng không Nhưng mà năm nay thì chắc là dịch dã Nên là đi cũng không nhiều lắm Cho nên ấy thì cái phần mà Cái đề cương Tết này thầy gửi cho các con này này Thì có thể là có bạn đã làm rồi Có bạn chưa làm không sao cả Thì bây giờ chúng ta sẽ dành một chút Thời gian để ôn tập lại một số Những cái bài cơ bản về cái phần này Thế còn đâu những bạn nào mà chưa làm một chút nào ấy Thì hãy nghe thầy khuyên nhé hãy cố gắng các con dành thời gian trong thời gian uh, uh, tuần này này tuần tới này thì các con hãy cố gắng hoàn thiện cho thầy thầy cũng không yêu cầu các con phải nộp đâu cái này là hoàn toàn là dựa trên sự tự giác hiểu không nào tức là bản thân các con phải tự cảm nhận thấy là cái việc mà chúng ta ôn tập này này là cần thiết tự làm bài tập là cần thiết cho bản thân của mình thì cái đấy là quan trọng hơn chứ còn thực ra ấy, thì nếu các con làm bài tập hay không làm bài tập thì nói thật là sẽ không 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 liên quan, không ảnh hưởng đến cái việc gọi là thầy có 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 kiến thức của thầy có tốt lên hay là không đâu mà là phụ thuộc nhiều vào kiến thức của các con. Nếu các con rèn luyện nó ấy, thì trong quá trình làm bài tập đấy thì các con sẽ nhận ra là gì? Những cái kiến thức nào mình nắm vững rồi thì mình sẽ làm được ngay. Còn kiến thức nào chúng ta chưa vững thì chúng ta sẽ không làm được nó hoặc là gặp cảm thấy khó khăn. Thì những cái phần các con không làm được ấy thì các con sẽ hỏi thầy hoặc có thể hỏi bạn ở trên lớp hoặc có thể hỏi thầy cô giáo trên lớp hoặc hỏi anh chị em của các con đều được hết mà khi mà chúng ta được có sự trợ giúp như thế thì đương nhiên là khi đấy các con sẽ cảm thấy là mình uh, tự tin hơn khi làm những cái bài khác hiểu không nào ok chưa nào đấy là cái việc đầu tiên là thầy chia sẻ như thế nhá còn bây giờ thì uh, thứ nhất là lâu quá không gặp uh, các con không muốn cho thầy uh, nhìn thấy mặt một tí à, à? cả lớp không muốn uh, cho thầy uh, nhìn thấy mặt sau cái tết một tí à nhớ quá lâu quá từ năm ngoái đến giờ <laughs> nào bin thảo bách chip với uh, nam uh, chip đã sửa được cái cam chưa uh. bách thì có gì mới không hả con tết vừa rồi nào chia sẻ một Chị chút không... đi cái cam đâu? Làm sao chip uh, bạn chip bạn đi cam của bạn đã sửa được chưa? Hay là uh, không hỏng nhưng mà uh, vẫn giả vờ hỏng giống như là trên mạng nói không đây? Bật. Không thích bật. đã bảo là phải bật Vào. lên để cho thầy bật. bật lên để cho thầy quan sát tí từ năm ngoái giờ khi quên sửa mặt rồi. rồi à. <laughs> nam thì sao? Cậu sang chút tên nhà cháu con <laughs> đây thầy à ok rồi nam có cái tết vừa rồi có cái gì chia sẻ không các con chia sẻ ừ không thầy cho nào? không à không đi đâu chơi à Dạ vâng yeah, thì thì có đến ông bà nội ông bà ngoại không các bạn thầy còn lại trong lớp quá. nữa à ok thì được bao nhiêu tiền mừng tuổi nhiều không nhiều bằng năm trước hay là ít hơn năm trước hả à? Đã... Đã không biết không biết là tự nhiều đến mức độ không thèm đếm nữa à Dạ ừ. vâng ạ à. ừ, tốt thế là tốt thu hoạch thế là tốt đấy thế còn rồi ok thế còn bạn bạn Thảo thì sao Thảo có ăn Tết ở tại đây hay là con có về quê ông bà nội bà ngoại gì không con có về quê à có về quê thì uh đi quê của con thì, thì có xa lắm không? Ờ, quê của con thì ở gần đây thôi ạ. À, ở gần đây thôi. Thế là cũng là một sự thuận lợi. Bởi vì nếu ở xa ấy, thì đi lại nó sẽ khó khăn hơn. Phải có phương tiện, đúng không? Ờ, ok. Rồi thế Bách thì sao? Bách chia sẻ thầy một chút xem nào. Kỷ niệm Tết có cái gì đặc biệt không? Không, không có gì à? Chán nhỉ? Thế là chỉ ở nhà... nhà đến giờ thì thì ăn uống thôi ăn, ăn uống xong cái thì lại đi ngủ à, hoặc là bật có máy tính lên bật máy tính lên chơi game hay làm gì không, không về quê. à có về quê ok về quê thì uh, chắc là cũng không đi lại quá nhiều đúng không chắc chỉ phải để đến nhà ông bà nội ông bà ngoại chỗ Ô, mình... ý, Ô, gần à, thôi hôm mẹ bố mẹ bắt đi uh, chúc tết à đi bắt đi chúc tết à thực à. ra mà nói thì như thế này này cái việc đi chúc tết nó nó là một cái gì đấy nó rất là rất là 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 nó nó có là một cái tập tục tốt của ngày tết đi chúc tết ý, là các con biết đến năm thứ nhất là như nào không thứ nhất là các con sẽ được gặp ông bà ông bà đó, các bác các cô các chú các anh chị em là họ hàng gần gũi trong gia đình của mình đấy là cái thứ nhất thì khi gặp như thế thì đương nhiên là cả một năm trời các con không được gặp những người thân của mình thì đấy là đấy là sở dĩ là ngày Tết rồi nhá. Chưa nói gì đến là cái dịch dịch dã thì trong cái thời gian một hai năm vừa rồi ấy, là các con có thể là không được về quê, không được về thăm ông bà, không được thăm các anh chị em của chúng ta đúng không? Cho nên là cái ngày Tết ấy là cái cơ hội để các con có thể đi chúc Tết để gặp những người thân của mình thì để thứ nhất là là để 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 thể hiện tình cảm này thứ hai là cũng biết được là trong họ hàng nhà mình gần gũi có những thành viên nào đúng không nào thực ra mà nói thì nói thật nhé có những người có những bạn học sinh ấy, kể cả có khi bây giờ đến lớp 8 lớp 9 lớp 10 rồi nhưng bởi vì là ít về quê cho nên là cũng không biết được là họ hàng của nhà mình gồm có những ai chính vì thế nên khi đi về ấy, có khi là không biết là cần phải chào hỏi như thế nào ví dụ như gặp một cái người là ví dụ như là bình thường là phải xưng vai là xưng vai vế là có thể là bác chẳng hạn thế, thế ví dụ như thế nhưng không biết bác cái lại trẻ quá chỉ cỡ hơn mình một vài tuổi thôi thế nên là chào là em chào anh đấy, ví dụ thế thế như vậy thì thì tất nhiên là cũng không thể trách các con được là bởi vì là sao bởi vì là các con không biết được là trong họ hàng nhà mình gồm có những ai vai vế như thế nào cách xưng hô như thế nào đúng không thế thì tí thì, thì trên cái cơ sở đấy thì vào cái dịp lễ tết các con được về quê được đi chúc tết ông bà nội ngoại hai bên này các anh chị em này các họ hàng gần gũi này cái điều đấy thực sự là một điều hết sức là cần thiết nó là vừa là tập tục vừa là cơ hội vừa là cũng là một cái trách nhiệm của các con nữa nói thật ra nó là trách nhiệm được chưa đấy. thế còn đâu trong trường hợp mà các con không được đi không được đi chúc tết như thế đấy là một sự thiệt thòi đấy chứ không phải là các con đừng nghĩ là là à bố mẹ bắt mình đi như thế đấy là trách nhiệm của mình nó không phải đâu các con không đi đấy là sự thiệt thòi của chính bản thân các con hiểu không nào bởi vì khi bây giờ các con còn nhỏ ấy thì các con không phải suy nghĩ nhiều đến việc học hành đến việc gọi là kiếm tiền hay là phải đối nhân xử thế với người này người kia như thế nào các con chưa phải suy nghĩ nhiều đến các vấn đề đấy thì chúng ta vẫn còn uh, có những cái suy nghĩ rất là uh, như nào nhỉ? gọi là những cái, cái 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 suy nghĩ những cái tình cảm nó rất là ngây thơ trong sáng thì nó sẽ cảm thấy là tết nó thật sự là đáng mong đợi thế còn như thầy chẳng hạn nhé thì nói thật đối với thầy thì tết nó đương nhiên là vẫn háo hức tết vẫn được nghỉ ngơi bởi vì sao cả một năm trời ấy, thì năm vừa rồi là gần như thầy chẳng được nghỉ ngơi mấy đấy là cái điều thầy chia sẻ thật thứ hai là cả năm vừa rồi là thầy gần như không về quê Quê của thầy thì là ở Hà Đông thì không nói rồi, nhưng mà quê vợ của thầy là ở Hà Nam. Thì cả năm vừa rồi thầy về quê được đúng một lần. Đó là vào dịp uh, hình như 30 tháng 4 hay sao ấy, năm trước ấy, là một dịp duy nhất. Thế còn các năm trước nữa thì có những năm thầy về rất nhiều, có khi về hơn 10 lần, 15 lần, 20 lần tùy những tùy, tùy từng năm. Như vậy là gì? Tức là tùy điều kiện. Cho nên là cái dịp Tết mà thầy được nghỉ ngơi thì được về quê, được gặp mà ông bà gặp anh chị em đấy là một cái sự nói chung là rất là vui cảm thấy rất vui nhưng bên cạnh đấy thì lo lắng nhiều các con hoàn toàn có thể hiểu là ví dụ như bố mẹ các con đấy cứ thử cảm nhận xem ví dụ các con đặt vai trò vào bố mẹ lo lắng không lo xem là tết này phải chuẩn bị bao nhiêu tiền biếu ông bà nội bao nhiêu tiền biếu ông bà ngoại đấy, ví dụ thế rồi là tết này liệu có mua quần áo cho bộ quần áo mới cho vi anh hay không hay là có tiền để mua được cho pin hay không hay cho bạn thảo hay không ví dụ thế chẳng hạn là tiền lại dành hết vào để gọi là đầu tư chứng khoán hoặc là mua tiền ảo thế các thứ vân vân thế hết tiền rồi lấy đâu ra mua quần áo mới cho các con được đúng không nên là bố mẹ các con ấy lo lắng vô cùng thầy cũng thế tất nhiên là bây giờ mức độ gọi là kinh tế thì thầy cũng không quá là phải phải lo lắng đến mức độ gọi là quá là lo lắng như là kiểu đối với một số gia đình là rất là khó khăn như nhà thầy thì cũng không giàu có gì nhưng mà cũng gọi là cũng mua đủ được mấy cái bánh trưng mua được một hai con gà để gọi là ăn Tết đúng không? đấy, thế là lo lắng nó ít thôi đấy, đấy là đấy là đấy là cảm nhận của thầy về Tết nhá, đúng không thế còn những bạn nào mà không được về quê đấy là sự thiệt thòi đấy, ok chưa? rồi như vậy là thầy cũng biết qua được rồi như đây xem nào xem còn bạn nào nữa có bạn pin thì như là có có về quê đúng không con? Pin có về quê. Quê à, của tôi, Về quê thì chỉ có mỗi bố con về còn tất cả những chỗ khác là con đi. Ấy. À tất cả những chỗ khác còn lại là um, về quê là thế như vậy thì thì con là ăn Tết ở trên này hay là con con có về quê không? Tức là bản thân có về quê nội hay quê ngoại không hay là hay là hay là ăn Tết ở tại chung cư CT1. Ăn ở đây ạ à ok như vậy là cũng không được đi đâu mấy đúng không ok như vậy bạn thảo cũng chỉ về quê gần này bạn bin thì không về quê à là có được đi nhưng em không muốn đi ạ. à tức là bố mẹ có có đưa đi nhưng mà con bảo là thôi con không đi ý gì ở nhà lại cả năm rồi uh, cả năm rồi học hành vất vả nên là uh, tết cái là phải tranh thủ ngủ ngay đúng không chỉ có ngủ với với bật máy tính lên để lướt web thôi gì đúng không không chỉ ngủ thôi à ok À ok Tết vừa rồi nhá Thầy chia sẻ luôn này Tết vừa rồi thầy được nghỉ duy nhất Đến ngày mùng 2 Tức là thầy được nghỉ ngày 30 Gọi là ngày 29 ấy Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 Sau đó ngày mùng 3 là bắt đầu thầy có lịch dạy tăng cường Tết rồi Ngày mùng 3 vừa rồi là thầy đã dạy 2 ca đầu tiên của của năm học là hai cái ca đầu tiên là gọi là tăng cường Tết là gì tức là dạy cho những bạn nào bên trung tâm ấy, là lịch học đấy là tăng cường gồm có khối 6, khối 7 à, ngày hôm sau thì có khối 8 nữa à, thì khối 8 thì tùy khối 8 thì có bạn học, có bạn không đấy, chưa nào thế thì à, không được nghỉ nhiều nói thật sự là như thế thế còn đâu những cái lúc nào mà được nghỉ ngơi ra một tí thì lại cái lo là ăn ăn cơm thật nhanh xong sau đấy là còn nghỉ ngơi một tí tại vì sáng có ca chiều có ca mà đấy, nên là thầy nó thật tết này cũng 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 nói chung là cũng hơi hơi đặc biệt một tí đấy ok chưa rồi vậy thì đầu buổi học của chúng ta ấy là thầy chia sẻ nói chuyện với các con một chút như vậy bây giờ thì chúng ta đã có thể bắt tay vào việc học bài được chưa? Hả? Cả lớp. Có ai muốn chia sẻ câu chuyện gì về Tết của các con nữa không? Có bạn nào trong lớp muốn chia sẻ một chút về 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 cái kỷ niệm Tết của con các con vừa rồi không? Nói chung buổi đầu tiên này thì thầy cũng chưa chưa áp um, áp áp lực gì cho các con về cái việc là phải học cái này học cái kia cả, cứ thoải mái nhé. Có thể nói chuyện một tí xong sau, sau lát nữa là các con uh, bảo là thầy ơi thầy có nhà không lên để, để để lên lì xì thầy cũng được thầy cũng hoàn toàn chấp nhận à, hoàn toàn có thể nghỉ sớm để còn nhận lì xì của các học trò cũng được được chưa <laughs> rồi nếu mà nếu mà các con không có chia sẻ gì nhiều thêm cho thầy ấy, có thể là các con ngại hoặc có thể là năm nay đúng là các con cũng ít đi lại thật cũng ít đi chúc tết cũng không có nhiều kỷ niệm gì thế thì uh, chúng ta sẽ bắt tay vào buổi học nhá được chưa nào Oh, ok vậy vậy thì uh, cái phần chia sẻ của thầy ở bên góc bên tay trái này này cái màn hình chia sẻ này này là nội dung cái đề cương ôn tập tết của thầy đã gửi lên group của lớp chúng ta ok chưa vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số những cái bài tập cơ bản này uh, để uh, ôn tập lại kiến thức một tí các con nhé không quan trọng là các con làm được hay không làm được nếu trong trường trường hợp mà các con vẫn kiến thức vẫn tốt vẫn nhớ thì hãy làm cho thầy ngay còn nếu trong trường hợp chẳng may quên thì các con bảo thầy ơi câu này con quên rồi thì đành phải nói chung quên thì phải nói là quên thôi chẳng biết làm nào thì chúng ta sẽ được nhắc nhở lại các kiến thức này ok chưa thì sang cái học kỳ 2 này của chúng ta ấy bây giờ trên lớp các con là bắt đầu bước sang học kỳ 2 rồi và một số trường đã học sang một số trường đã học những cái kiến thức khá là dài rồi đấy ở phía sau ấy cho nên là các con phải quyết tâm nhá được chưa phải cố gắng quyết tâm một chút bởi vì học kỳ 2 này thì chúng ta như thế này này nội dung về phần đại số thì các con sẽ gặp đó là cái phần ừ. phần quan trọng nhất đó là giải phương trình. Bạn Chip ơi, bạn Chip có muốn nói gì không ạ? Bạn Chip đang bật mic là bạn Chip có muốn chia sẻ gì không ạ? Cho cái mic của chắc cái mic của của bạn là chip là mic có vấn đề tự bật à? à tự bật con có tắt được không chắc là cái mic của con nó có chút vấn đề đấy nó ừ. là nó bị thoát ra nó sẽ là... bật. Ok nếu trong trường hợp này thì nó đang tự 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 động như thế thì con có thể con giảm nhỏ cái âm lượng của, của cái mic của con xuống một tí nhá để nó không gây tiếng ồn quá đúng không nào rồi thầy sẽ chia sẻ qua một chút về mặt kiến thức của các con sẽ được học trong học kỳ 2 thì ở cái phần học kỳ 2 của các con ấy, thì cái phần đại số thì phần đầu tiên nó liên quan đến là phương trình. thì chúng ta đã bắt đầu học một chút của cái trước kỳ nghỉ tết rồi. thì cái phần phương trình ấy, thì chúng ta sẽ có được là gì? Phương trình bậc nhất một ẩn. đó là ax cộng b bằng không. đấy là cái phương trình đơn giản nhất. sau đó thì chúng ta chuyển sang là phương trình có chứa ẩn ở mẫu và phương trình tích thì các cái phương trình đấy thì các con học nếu các con chú tâm ngay từ đầu ấy thì đấy sẽ chính là các con còn nhớ không thầy đã từng nói là khi thầy dạy cái phần đầu tiên này phần đấy thì thầy nói rằng là đây sẽ là nền tảng để giúp cho các con học tốt ở phần lớp 9 lên lớp 9 chúng ta vẫn là phương trình không những phương trình chúng ta còn học cái phần tiếp theo cuối của học kỳ 2 lớp 8 ấy đó là phần bất phương trình bất phương trình là cái phần phức tạp hơn phương trình một chút cho nên là bắt buộc phải học cái phần phương trình thật, uh, thật chắc để các cái phần sau các con học cảm thấy đơn giản hơn nhá. Đấy, đấy là cái phần khó nhất của học kỳ 2 đại số. Còn về phần hình học thì các con sẽ phải trải qua những cái phần như sau. Đầu tiên đó là định lý Talet. Định lý Talet. Định lý Talet là định lý như thế nào? Là một cái kiến thức mà liên quan đến cái phần gọi là trong một tam giác thì chúng ta sẽ có những cái đường đặc biệt đó là đường thẳng song song với một cạnh của tam giác thì cái đường thẳng song song đấy nó sẽ chia các cái đoạn chia các cái cạnh của tam giác ra thành các đoạn thẳng tỷ lệ tương ứng với nhau nhớ nhá thì cái phần đấy thì khi mà thầy dạy cụ thể thì thầy sẽ nói rõ ràng hơn nên các con đừng lo lắng gì cả vấn đề là gì học đến đâu là phải chắc đến đấy được chưa nào sau phần talet xong thì cái phần khó hơn và cũng là cái phần <laughs> quan trọng bậc nhất của học kỳ 2 ấy đó là liên quan đến tam giác đồng dạng. Thì cái phần tam giác đồng dạng đấy nó một phần là dựa trên kiến thức của định lý Talet. Còn một phần nó là mở rộng hơn. Thì cái định lý Talet đấy là nội dung quan trọng vô cùng của lớp 8, cũng chính là nội dung chính để các con học được hình học của lớp 9. Và cái kỳ thi vào cấp 3 ấy chắc chắn không thể thiếu được cái tam giác đồng dạng. 100% là có tam giác đồng dạng. Cho nên là ở lớp 8 thì chắc chắn là các con phải học và học cố gắng là học cho hiểu, hiểu luôn đi. Chứ đừng có là nghĩ là ở lớp 9 vẫn còn nhiều thời gian lắm, chúng ta cứ để từ từ rồi đến lớp 9 học cũng được. Là lên lớp 9 là các con sẽ bị muộn đấy. Hiểu không nào? Chắc chắn là bị muộn. Bởi vì là thầy dạy các anh chị từ lớp 7, lớp 8, lớp 9 trong mấy năm vừa rồi ấy, thì thầy thừa biết cái lượng kiến thức nó ở lớp 9 nó nhiều như thế nào và thời lượng thời lượng học của các con ấy nó có đảm bảo hay không ấy, thì cái đấy là phụ thuộc vào tùy từng trường cho nên là cái 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 uh, về mặt kiến thức là lớp 9 là học có thể nói là nặng hơn ở lớp 8 gấp ít nhất là hai lần ít nhất là hai lần tức là lớp 8 các con học lượng kiến thức như thế nào thì lên lớp 9 là học kiến thức nhiều hơn gấp đôi và chính vì thế thời lượng học thì không thay đổi mà kiến thức nhiều hơn dẫn tới là áp lực dành cho các con nó cũng sẽ lớn lên hiểu không nào chính vì thế nên từ giờ trở đi nhá thôi các con hãy cố gắng cùng thầy có thể là sau này các con có thể không học cùng thầy nữa cũng không sao cả nhưng hãy luôn luôn cố gắng nhớ chưa nào hãy luôn luôn cố gắng để sau này các con sau khi mà các con nhìn lại thì chúng ta sẽ không cảm thấy là hối hận vì chúng ta đã um, bỏ qua cái quãng thời gian đấy chúng ta không học và như thế khi đấy các con cảm thấy hối hận thì thật sự đó là một điều đáng tiếc ok chưa Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào cái việc là giải quyết một số bài tập ở đây bài thứ nhất này là thực hiện các phép tính sau thì gồm có hai câu là câu a và câu b nội dung của câu a là thực hiện phép nhân đa thức với đa thức thì ở đây ý, nếu các con bình tĩnh thì các con sẽ nghĩ đến việc là chúng ta nhân bung nó ra đúng không cả lớp quan sát này nào cùng thầy nhá À, vừa học vừa vừa học vừa vui chơi giải trí buổi đầu tiên đầu năm nhớ nhá vẫn còn nhớ là các con đều có lì xì cả nhá cho nên là bạn nào mà mong muốn nhận lý xì sớm thì có thể lên chủ động lên gặp thầy chứ còn uh, để mà thầy trao tận tay cho các bạn là chắc là sẽ không thể nào trong thời gian một ngày hai ngày được thì ví dụ như những bạn ở xa ví dụ như bạn vi anh chẳng hạn thì chắc thầy sẽ phải uh, gửi shipper đến đúng không shipper nó hơi lâu một tí nên là chắc chắn là không thể ngay được Ok chưa? Rồi, với bài số 1 này. Câu số 1 này của chúng ta ấy là thực hiện phép tính gồm có hai ý là ý A và ý B. Thì ý A của chúng ta các con lưu ý nhé. Ý A là thực hiện phép nhân của đa thức với đa thức. Còn ý B của chúng ta ấy, thì lại là thực hiện phép chia của một đa thức cho một đa thức. Vậy thầy xin mời cả lớp hãy bắt đầu dùng bút và nháp thực hiện cho thầy câu A và câu B này. Xem xem kết quả của các con làm là bao nhiêu. Được chưa nào? Xin mời các con hãy bắt tay vào dùng bút và nháp viết những cái 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 cái, cái dòng viết đầu tiên của năm học mới đối với cái buổi học của chúng ta, tức là lớp khối 8. Ở CT1 Ngô Thị Nhậm ở cầu Hà Đông này, được chưa nào? Các con cho thầy biết là đối với câu A này, câu B này thì kết quả của các con ra là bao nhiêu. Xin mời các con. Thời gian để dành cho các con đối với hai câu A và câu B này là 5 phút. Thời gian đó là 5 phút. Có thể đúng có thể sai, không sao cả. Miễn là các con hãy nỗ lực để làm nó. Xin mời các con. Ai làm ra kết quả thì comment kết quả giúp thầy nhé Câu A là nội dung là nhân đa thức với đa thức câu b là phép chia của đa thức cho đa thức tuy nhiên các con nhớ cho thầy này câu a nếu bạn nào mà sử dụng phép nhân bình thường đấy là một cách tư duy chưa thật sự thông minh các con hãy nghĩ đến việc sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để giải quyết nó thầy có một gợi ý cho câu a cho các con như sau đó là sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ còn câu b này thì bắt buộc phải sử dụng phép chia đa thức cho đa thức rồi đó là đặt phép chia theo hàng dọc cho thầy xin mời các con 5 phút bắt đầu. Bây giờ mới tính thời gian. <laughs> Nhân lúc các con đang làm thì thầy sẽ tranh thủ Thầy viết đầu bài sang bên góc phải Chẳng may phần nào quên Thì các con cứ mạnh dạn hỏi thầy nhé Thầy ơi cái này con quên sử mất rồi Thầy có thể hỗ trợ được không Mỗi lần hỗ trợ là sẽ bị trừ đi lì xì Trừ đi 2.000 Được chưa Ok, thì cảm ơn, cảm ơn Vi Anh đã comment cho thầy kết quả của IA. các con hãy nghĩ đến cái việc sử dụng hàng đẳng thức đáng nhớ để giải quyết bởi vì với câu a ấy thì nhìn thấy là nó có cái dạng rất giống hàng đẳng thức số số 7 các con ạ à. số 7 đó là hiệu hai lập phương khi anh kiểm tra lại kết quả câu A giúp thầy Mm-mm. <clears throat> thời gian vẫn còn các con lại cố gắng lên Rồi ok đáp án này của con thì bây giờ chính xác rồi Chúc mừng Vi Anh Rồi Bách Khánh Nam Các con, con cho thầy xin kết quả được không Các con đã làm ra được câu A chưa Rồi chúng ta đã trải qua 5 phút rồi đấy Thầy xin hỏi là trong lớp chúng ta ấy, Các con đã làm được ít nhất là làm được câu A chưa 5 phút là ít nhất là phải làm được câu A nhé Thảo ơi, con đã làm xong được câu A chưa? Pin này, bách này, chip này, khánh nam này, thảo này, các con đã làm ra được câu A chưa ạ? À, thầy cảm ơn đáp án của thảo nhưng nhưng đáp án này chưa chính xác con ạ. À. Đáp án này chưa chính xác. Câu A này thì ở đây người ta đang để cho các con như này này là các con phải lưu ý đến cái dấu của các cái thành phần trong các cái ngoặc. Ở đây là 2x trừ y đóng mở ngoặc nhân với 4x bình phương trừ 2x y cộng với y bình phương. Thì cái thằng này này, các con lưu ý cho thầy nhé. Ở đây, đây không phải là dạng chuẩn của hàng đẳng thức số 6 và số 7 đâu. Đây được gọi là không phải dạng chuẩn của hàng đẳng thức số 6 và số 7. Như vậy, để làm được bài này, thì các con sẽ có hai cách thức để làm. Cách số 1, đó là nhân bung cả các thành phần này ra là sử dụng kiến thức về nhân đa thức với đa thức thì nhân bung nó ra đấy là cách thứ nhất cách thứ hai nếu kỹ năng nhân của các con tốt hơn thì các con hãy ứng dụng hàng đẳng thức đáng nhớ để làm thì thầy sẽ trình bày cho cả các con cả hai cách nhé tuy nhiên là trong trường hợp này thì thầy nghĩ là trong thời gian 5 phút hơn 5 phút rồi chỗ này là bây giờ đã là 8 phút rồi thì chắc là các con sẽ phải làm được ít nhất là câu a chứ nhỉ Pin ừ, này, bách này, nam này, các con comment kết quả cho thầy được không? À, ok, thầy cảm ơn Khánh Nam. Khánh Nam đã gửi cho thầy kết quả nhưng đáp án này chưa chính xác con ạ. Đáp án này của con đang chưa chính xác. Bách cho thầy xin kết quả với ạ chip nữa <laughs> đây là cái bài đầu tiên của năm học mới cho nên là là khởi động hơi chậm một tí đúng không <laughs> ở đây thầy thấy rằng có duy nhất là bạn vi anh thì bạn vi anh cũng phải làm đến lần thứ hai mới làm chính xác được Uuuuh, <laughs> bách ơi chưa ra tại sao lại chưa ra được nhở bài nó phức tạp quá à hay thế nào <cười> <cười> ôi giời ơi hay chưa nghỉ tết xong một cái là bắt đầu là chệch choạc ờ, ok nào thử nào cho thầy hỏi là con đã làm ra được câu a chưa? Cháu ấy cháu làm nó còn nhưng mà cháu lại bị sai cái kết quả giống của Vi Anh lúc đầu. Kết quả của Vi Anh lúc đầu. Nếu mà như thế thì sai mất rồi. Kết quả của Vi Anh mà gửi cho thầy lần đầu tiên là kết quả đấy không chính xác. Đấy các con thấy không? Những cái bài nó tuy là rất là đơn giản nhưng mà khi mà cái, cái, cái kỹ năng của chúng ta mà chưa thật sự là hoàn hảo ấy Thì rõ ràng là các con làm rất là chơi với Có thể bài này thì làm đúng Nhưng cái bài khác thì lại làm sai Và cái việc mà như thế dẫn tới là gì? Là khi mà các con đi làm bài kiểm tra ở trên trường Các con sẽ không thật sự là tự tin với cái bài tập Cái bài của chúng ta làm Hiểu không? Mà cái sự tự tin ấy là quan trọng nhất Rồi ừ, ok Nào à, Thầy xin chỉ định thử một bạn nào Thảo uh, bật mic lên cho thầy biết trong trường hợp này là con đã sửa lại được kết quả chưa? Nếu sửa được rồi thì uh, con làm như thế nào? Con có thể trình bày qua cho thầy một tí với các bạn được nghe được không? Ừ ờ, con thì con làm ở à. ờ, con nhân uh, chắc là con nhân bung nó ra cái gì có đúng không? Vâng ạ. Ừ uh, ok nhân bung vậy thì theo thầy thì thầy sẽ lấy cái thằng đằng sau này này là cái thằng dài hơn này này. Thầy gọi đây là chính là viên gạch. Có được không con? Thầy sẽ gọi cái thằng này là viên ờ. gạch nhá. Như vậy ta sẽ lấy được là gì? Con có thể đọc giúp thầy được không? Ờ, con thầy là uh, 4 x mũ 2 nhân 2x trừ y. x mũ 2 nhân với 2x trừ y là ở đây là con đang lấy cái gì nhân với cái gì đấy à Thảo? thầy thì thầy thầy định hướng như này à. nhá nếu nhân bung ra thì thầy coi đây là viên gạch này đúng không con như vậy là chúng ta nhân bung nó ra ấy thì chúng ta sẽ phải lấy cái thành phần 2x này nhân với viên gạch đúng không con đúng chưa sau đó là trừ đi y nhân với viên gạch con có làm như vậy không hay là con làm thế nào con lại lấy cái ở đằng trước xong rồi con nhân với từng cái ở đằng sau À ok, được mà. Rồi nhất trí. Như vậy nếu cái đằng trước thì con sẽ lấy là chắc là cái ngoặc đầu tiên là 2x trừ y ở trong ngoặc này. Sau đó nhân với 4x bình hả con? Hay là như thế nào? Dương ạ. Rồi. rồi ok, nhân với 4x bình phương. Rồi sau đó như nào nữa? Nào đọc cho thầy là thầy sẽ đánh đánh cái theo cái ý của con. Ờ con là thầy là cộng với 2x trừ y nhân -2xy. Cộng với đóng mở ngoặc 2x trừ y nhân với trừ của 2xy đúng không? Ok, rồi tốt rồi, tiếp tục. Ờ cộng với 2x trừ y nhân im ồ hay. Rồi cộng với 2x trừ y nhân với y mũ 2. Xin lỗi ở đây là có dấu cộng nhân với y bình phương. Rồi ok, chính xác rồi con. Rồi xin mời con nhân tiếp cho thầy nào. Thầy là bằng 8 x 8 8 x mũ 3. Ok, tiếp tục. Trừ 4x mũ 2y 4x mũ 2 nhân y Tốt rồi, tiếp tục nào Trừ 4x mũ 2y Trừ 4x mũ 2y, ok, chuẩn <laughs> luôn cộng 2 2 x y mũ 2 chuẩn luôn tiếp tục cộng 2 x y mũ 2 trừ y mũ 3 cộng 2 x y mũ 2 và trừ đi y mũ 3 ok rồi tốt rồi bây giờ đến là bước cuối cùng con đi thu gọn nó xin mời con là bằng 8 x mũ 3 trừ 8 x mũ 2 y chính xác rồi ok tốt tiếp tục cộng 4 x y mũ 2 trừ y mũ 3 Ok rồi đáp án này chính xác rồi con Cộng với 4 x y mũ 2 Và cuối cùng là trừ đi y mũ 3 Đáp án này thì chính xác rồi Ok tốt Như vậy là gì Thực tế là các con chỉ cần nhân bung nó ra Thì lập tức các con làm nếu không không quá thiếu cẩn thận ấy, Thì chắc chắn là kết quả nó sẽ ra như thế này Ok chưa nào Rồi Bây giờ thầy xin hỏi là Nam với cả Bách Các con đã làm ra được kết quả như thế này chưa? rồi ừ. à ok đã sửa lại được kết quả như thế này rồi gì? tại sao lúc nãy lại nói với thầy là không biết làm nhỉ thầy thầy, thầy chưa hiểu lắm là tự nhiên là lúc ấy quên cách làm như thế nào hay thế nào? hay là giả vờ thầy hả? à bánh? hay là lúc ấy quên thật nhưng mà sau đấy là, là 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 tự nhiên lại nhớ ra là sử dụng cứ nhân cái thành phần đa thức với đa thức thì chúng ta kiến thức này đã được học đầu của học kỳ 1 của lớp 8 rồi đúng không con à, Nam ơi Nam đã sửa lại được kết quả giống như là bạn Thảo bạn vừa làm chưa hả con à tính nhầm mất một tí ok rồi không sao hy vọng là các bài sau thì không bị nhầm nhá bây giờ thầy nói này nghe này như vậy thì thực tế đây là cách thức đầu tiên đó là các con nhân bung nó ra như nhân bình thường tức là nhân đa thức về đa thức. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các con một cái cách thức thứ hai, đó là sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để làm. Vậy nó có khác cái gì không? Quan sát này, cả lớp quan sát này. Thì thực tế là thực ra chưa chắc là cái cách của thầy đã nhanh hơn các con đâu. Tuy nhiên ấy là khi mà chúng ta đủ trình độ đủ kỹ kỹ năng biến đổi rồi ấy, thì các con thích làm thế nào cũng được, thích biến tấu cái bài tập nó theo hướng nào cũng đều thành công cả. Vậy thầy sẽ biến tấu nó như sau. Cả lớp nhìn này. Cái thằng 4x bình phương này các con có nhìn thấy đây chính là 2x đóng mở ngoặc bình phương không? Ok chưa? Cái thằng 4x bình phương này có phải chính là 2x đóng mở ngoặc tất cả bình phương không? Vậy thầy sẽ mất một cái dòng thầy biến đổi như thế này để cho các con nhìn nhá. Đó là 4x bình phương này nó chính là 2x đóng mở ngoặc bình phương lại cho thầy để cho các con nhìn nó dễ dàng hơn. Chứ còn thầy thì thầy không cần Thầy, thầy phát hiện ra ngay rồi. Trừ đi chỗ này là 2x là cái thằng thứ nhất nhân với thằng y là thằng thứ hai sau đó cộng với y bình phương. Được chưa nào? Nào, bây giờ thầy xin mời thầy hỏi một bạn để một bạn nào đấy hỗ trợ giúp thầy chỗ này. Thầy xin mời Nam. Nam hỗ trợ thầy với. Nếu như cái thằng mà thằng thầy đang bôi xanh này này chúng ta sẽ phải nhân thằng này với thằng nào? để xuất hiện được hằng đẳng thức số 6. Đó là tổng hai lập phương. Thầy xin mời Nam. Thằng này sẽ phải nhân với thêm thằng nào nữa để xuất hiện được hằng đẳng thức số 6. Nam có con đã hiểu được ý ý câu hỏi của thầy chưa? Đã con đây ạ. Ờ, ừ, ok, thầy hỏi lại này cái phần mà thầy đang bôi xanh này con có nhìn thấy đây là thằng này nó sẽ chính là gì nhỉ đây là a bình phương này trừ đi a nhân b này cộng với b bình phương này như vậy thằng này mà muốn xuất hiện được một cái thằng nào nhân với một thằng nào nữa để xuất hiện được hàng đẳng thức số số 6 vì thầy hỏi con là chúng ta phải nhân với thằng này với cái gì à, nhân với là thằng đẳng thức số 6 là thằng này này a mũ 3 cộng b mũ 3 thì nó sẽ bằng cái thằng nào đấy tích của hai thằng nào nhân với nhau vậy con phải điền thằng này nhân với cái gì vào đây Nhân với cả là a cộng a cộng b. Ấy. Ờ đúng rồi, chính xác a, là a cộng b. À, đúng, đúng cái này là chính xác chuẩn. Vậy bây giờ quay trở về cái bài toán gốc này của chúng ta. Vậy thầy hỏi Nam này, cái thằng mà thầy đang gạch chân này phải nhân thêm với thằng gì nữa để xuất hiện được thằng đẳng thức số 6? Nhân thêm với uh... Nhân với cái gì con nhỉ A của chúng ta Đóng vai trò là 2X Còn B đóng vai trò là Y Như vậy ở đây phải nhân với cái gì nữa Nhân với cái ngoặc là tổng của hai thằng nào Cộng với nhau À âm 2X y. Không, không phải là âm 2X đâu con ạ Mà là 2X như thế nào với Y nhỉ à. 2x nhân y dạ. không phải chưa chính xác. Trên... Đang nhân với thằng này cơ mà con. Anh à, nhân với a cộng b đóng mở ngoặc cơ mà. Vậy thành phần a của chúng ta Đấy. con có nhìn thấy Thế a là hai x không? Em... A là 2x đúng không? Đấy. A là 2x thì b của chúng ta là y như vậy là phải nhân thêm thành phần là đóng mở ngoặc 2x cộng y này thì lập tức toàn bộ cái phần này của chúng ta này nó sẽ chính là hằng thức số 6. Nam có nhất trí với thầy không con? Dạ à, vâng Chuẩn chưa? Thế nhưng mà đầu bài nó có cho là chúng ta là 2x cộng y không? Hay là đầu bài cho là 2x chữ y? Cho 2x chữ y ạ à. Ở thế mới đen chứ Nó lại cho là 2x chữ y Vậy thầy sẽ xử lý cái thằng này như sau này Cả lớp quan sát này Nhất là thế Nam nhá. Nam hãy hãy xem xem là ý ý tưởng của thầy ở đây là gì nhá Con nhìn này Ở đây thầy sẽ tách cái thằng 2x chữ y này ra Bằng là 2x cộng y và trừ đi 2 y nam có ok với thầy không cái này hợp lý không đang về trừ Để y thì tách là cộng y trừ 2 y như vậy đến đây thầy sẽ bằng như sau này cả lớp quan sát này cái ý tưởng của thầy này thầy sẽ tách cái thằng 2 x cộng y này ra thành một bộ nó sẽ được là 2 x cộng y trong ngoặc nhân với cái ngoặc phía sau thầy cho nó vào đây viết sát với nhau sau đó là trừ đi 2 y là cái chỗ 2 y này tách ra nhân với cái ngoặc phía sau này nữa. Thầy xin hỏi Nam có hiểu được cái bước này của làm bước làm này của thầy không? Đã có. OK tốt rồi. Nào thầy xin hỏi này. Thầy xin hỏi bạn Bách, Bách có hiểu được cái bước làm này của thầy không? Bách ơi, con có hiểu được cái bước làm này của thầy không ạ? đây là viên gạch của thầy này thì thầy nhân cái thằng thành phần là 2 x cộng y này thầy thầy tách ra thành một bộ nó làm ở chỗ đoạn này còn cái thằng 2 y này nó sẽ chính là hai gạch thì nó tách ra ở đây bách ơi bách có hiểu được cái bước này làm này của thầy không bách bách này thảo này uh, chip này các con có hiểu được cái 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 bước làm này của thầy không cả pin nữa các con có hiểu được không ạ có. ok Vậy đến đây nhá thì các con nhìn này. Cái thằng 2x cộng y này đóng mở ngoặc nhân với cái ngoặc vuông này này. Đây chính là toàn bộ cái tích này sẽ chính là hằng đẳng thức số 6. Vậy hằng đẳng thức số 6 ở đây sẽ thầy sẽ tách ra được là bằng là 8x mũ 3 cộng với y mũ 3. Đúng không các con? Chuẩn chưa? Sau đó là trừ đi tích của 2y nhân với ngoặc phía sau. Vậy ở đây thầy chỉ cần bình tĩnh nhân nó ra bung ra là xong. 2y nhân với thằng này thì sẽ được là bằng 8 x bình phương nhân với y trừ nhân với trừ này thì lập tức đổi dấu biến thành cộng là 4 x y mũ 2 và cuối cùng là trừ đi 2y mũ 3. Và đến đây thầy sẽ mất một dòng thu gọn nữa là như sau. Được kết quả bằng này. 8x mũ 3 trừ đi 8x bình phương y cộng 4xy bình phương và trừ đi y mũ 3. Và kết quả này thì không khác gì kết quả ở bên cách làm ở bên trên. Các con nhìn này, giống nhau không? Giống hệt nhau đúng không? Như vậy ý, là đối với cái cách làm ở bên trên là thầy nhân bung ra như bình thường. Còn cách thứ hai này là thầy ứng dụng hàng đẳng thức đáng nhớ để làm. Thì tùy các con, các con làm cách nào cũng đều được nhá Được chưa nào? Cách số 2 này của thầy chưa chắc đã nhanh hơn cách số 1 đâu. Nhưng mà ở đây là thầy muốn giới thiệu cho các con biết là gì? Là sử dụng hàng đẳng thức đáng nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được nó. Ok chưa? Rồi, ờ, xin mời cả lớp hãy bạn nào mà cảm thấy cái phần làm của mình chưa thật sự chính xác ấy thì các con hãy chữa giúp thầy cái phần này vào trong vở cho thầy thật nhanh để chúng ta chuyển sang cái câu b thảo ơi thảo có hiểu được cái ý tưởng cách làm thứ hai này của thầy không à thảo có à, Ok, tốt Rồi, xin mời các con chữa bài đi Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang ý B à, Không biết là có bạn nào đã làm ra được kết quả của ý B chưa ạ? À, Vi Anh cho thầy biết đáp án của con là gì? Đáp án của con là 2x mũ 2 trừ 11 x cộng 12 ạ Rồi, chính xác Đúng Đấy chính là đa thức thương của chúng ta đấy trong cái phép chia của đa thức cho đa thức ở câu B thực hiện thực ra là cái phép chia đa thức cho đa thức thì cái này các thầy đã dạy các con quá nhiều lần rồi. Vấn đề là các con có thực hiện làm nó thật sự cẩn thận để ra được kết quả chính xác hay không thôi. Ngoài bạn Vi Anh ra thì trong lớp có bạn nào đã làm ra được câu B đáp án chưa các con? đây cô B của chúng ta đây Thảo ơi Thảo đã chia ra được cái phép chia của chúng ta ở cô B chưa con đã ra được kết quả chưa Thảo rồi rồi OK lát nữa thầy sẽ sẽ chia sau đó là thử xem xem kết quả của con làm với của thầy nó có giống nhau không nhá rồi thầy xin hỏi bạn uh, Bách ơi Bách đã thực hiện xong phép chia của cô B chưa con anh chưa chưa à? thì, thì tại sao tại sao lại con lại vẫn chưa làm ừ, con phải nhớ là năm nay ấy, bây giờ là chúng ta đã xong uh, nghỉ tết xong rồi bây giờ học ấy thì con hãy cố gắng là thầy nói chung với tất cả lớp nhé là tất cả các con hãy học tập trung đừng sao nhãng như năm ngoái nữa hiểu không nào đây là thầy nhắc nhở chung cho tất cả các bạn những bạn nào mà năm ngoái các con học còn chưa thật sự là chú tâm vào một cách học một cách là chăm chỉ hết sức ấy, chưa nỗ lực hết mình ấy, thì hãy bỏ qua cái năm cũ đi bây giờ sang năm mới rồi thì các con hãy cố gắng học thật sự là hết mình đừng để là một năm nữa sau đó các con nhìn lại bảo rằng là thực sự là một năm trước mình tiếc quá mình đã không chăm chỉ học hành nhé các con nhé đừng để cái thợ cái 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 sự việc đấy nó sẽ xảy ra học ra học, chơi ra chơi. Thầy thầy nghĩ rằng là các con không đến mức độ là không có thời gian chơi đâu. Chẳng qua là các con phải phân bổ thời gian học hành cả mấy chơi sao cho nó hợp lý thôi. Nam ơi, cho thầy xin kết quả của cô B nào. <laughs> Trời ơi, tính chậm quá Thầy nghĩ là có khi là các con vừa học xong các con lại vừa có khi là chơi game ở bên cạnh hay sao ấy Làm cả hai việc cùng một lúc Vừa học vừa chơi game, cái gì cũng giỏi Nếu mà thế làm đấy được thì ok Chứ còn nếu mà làm hai việc đều không đến nơi đến trốn ấy Học cũng không giỏi, chơi game cũng không giỏi Thì như thế trong trường hợp đấy thì thật sự là không nên nếu như các con nói với thầy là thầy ơi con chơi game cực kỳ giỏi có thể trở thành game thủ để đi thi đấu quốc tế quốc tế được ấy, thì thầy hoàn toàn là 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 động viên các con là đi theo cái hướng đấy bởi vì những cái người mà chơi game giỏi ấy, đấy là những cái người thực sự là cũng rất là giỏi đấy các con ạ không phải là là ai cũng có thể chơi game giỏi được đâu <laughs> Rồi, thầy cho các con đúng 2 phút cuối cùng nữa. Nếu mà các bạn không chịu khó làm để ra được kết quả của cái phép chia đa thức cho đa thức này, thì thật sự là các con đang uổng phí thời gian học đấy. 2 phút bắt đầu. Bây giờ là 8 giờ 57 Thầy sẽ cho đúng đến 9 giờ mà các con không comment được kết quả cho thầy. Ấy. Thật sự là các con đang học hành không thật sự là hết mình. Đấy là một điều đáng tiếc. Bin ơi, câu B con đã ra được đáp án chưa? Con làm mà chưa ra ấy. Thực hiện phép chia đa thức cho đa thức nó rất là đơn giản mà thầy thầy nhớ là cái phần đấy thầy dạy rất là kỹ mà. Tại sao những cái này các con bây giờ các con lại có vẻ là thầy thấy là kiến thức của các con có vẻ nó 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 bị nó đang bị hơi bị hơi bị hỏng đấy mà như thế là đấy là một cái điều nó khá là đáng lo lắng đấy nhá. Ví dụ những cái gì mà nó khó ấy, kiến thức nó kiến thức nó đòi hỏi là có một cái sự sâu sắc nhất định, kiến thức nó khó thì thầy đồng ý có thể các con quên, hoàn toàn hợp lý. Nhưng trong trường hợp là những cái kiến thức cơ bản như thế này này thì sẽ không thể có một cái lý do gì đấy để có thể lý giải được cái việc là các con không thực hiện được phép nhân và phép chia đa thức. <laughs> Vì anh có thể tranh thủ con làm bài tiếp theo cũng được. Bởi vì những cái bài này các con con đã làm tốt rồi, làm xong rồi thì có thể con chuyển sang con làm sang bài số 2 cũng được. Bài số 2, số 3 con cứ làm nhanh cũng được. rồi còn một phút cuối cùng <laughs> Rồi ok, thời gian đã hết. Thầy xin hỏi là bây giờ các con cho thầy biết này, ví dụ như pin này. Pin ơi, bây giờ con có vướng mắc gì ở cái việc phép chia đa thức cho đa thức này? Pin chia sẻ cho thầy nào, bật mic lên. Bách ơi, con cho thầy xin kết quả của cái câu B nào? Bách cho thầy xin kết quả của câu B ạ. Bin ơi, bin cho thầy xin kết quả của à bin cho, cho thầy hỏi là với cái bài câu b này thì con có vướng mắc gì không? không không thì con đã thực hiện xong được phép chia đấy chưa ạ <laughs> bách ơi cái phép chia của cô b ấy con đã ra được kết quả chưa ạ con chưa chưa thì con bị vướng mắc ở đâu cảm thấy nó khó quá hay là hay là con không nhớ cách chia hay là con con không chịu khó làm như thế nào có thể chia sẻ cho thầy được không con à, không nhớ cách chia không nhớ cách chia tôi chết vậy học học mà như thế này là cũng đáng lo đấy nhé con nhé phép chia đa thức cho đa thức ý, thì cách làm là như sau này bởi vì là thầy nói thật là cái giai đoạn vừa rồi các con học zoom ấy thì đúng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến các con nhưng nói gì thì nói bản thân các con phải tự trách bản thân mình đầu tiên thầy nói thầy nói thật sự ý, là đầu tiên các con phải trách bản thân mình đầu tiên sau đấy mới trách đến các cái lý do khách quan bên cạnh chứ không thể nào ví dụ thầy chỉ có thể là lý giải điều này này. Giả sử là bình thường các con học mà học trực tiếp ấy thì các con học là các con hiểu 100%. Nhưng học zoom thì các con có thể hiểu được 70%. Thầy hoàn toàn hợp lý, thầy đồng ý với cái việc đấy. Nhưng bây giờ là các con đang rơi vào cái trường hợp là có những cái kiến thức rất là cơ bản thôi nhưng các con cũng không nhớ và không làm được nó. Như vậy ấy, là hoàn toàn là các con phải trách bản thân mình trước đã sau đó mới trách được đến người khác. Vậy thì bây giờ này, các con đầu tiên là phải lắng nghe lại này. phép chia đa thức cho đa thức này là cái kiến thức sơ đẳng nhất của cái học kỳ 1 lớp 8 rồi. Không có cái gì dễ hơn cái này nữa đâu. Thì khi chia đa thức cho đa thức thì ta phải quan sát đến cái đơn thức có bậc cao nhất của cái thằng đa thức bị chia. Trong trường hợp này là 2x mũ 3. Còn cái đa thức chia thì có đơn thức có bậc cao nhất chính là cái thằng x này. Như vậy chúng ta phải quan tâm đến hai cái thằng này đầu tiên. Như vậy lấy 2x mũ 3 này chia cho x, đấy là phép chia đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện. 2x mũ 3 mà chia cho x thì sẽ được 2x bình phương. Viết nó vào đây. Được chưa nào? Đây là cái phép chia đầu tiên các con cần phải quan tâm này. Lấy đơn thức có bậc cao nhất của thằng bên tay trái chia cho thằng đơn thức có bậc cao nhất bên tay phải. Hai thằng này chia cho nhau thì được kết quả là 2x bình phương. Sau đó chúng ta lấy 2x bình phương này nhân lần lượt với x và nhân với trừ 5 này thì ta sẽ được kết quả nhân ngược lại như sau. 2x bình nhân với x thì thầy sẽ viết ở dưới đáy dưới bụng của cái thằng 2x mũ 3 này này. Đây chính là nhân lại được kết quả là hai x mũ 3. Nào, À, Bách nghe cái này ok chưa con Nhất trí không? ông à. 2x bình nhân với âm 5 Vậy được kết quả là bao nhiêu hả Bách à, Âm 10x Đúng rồi trừ 10x Vậy con viết bình tĩnh trừ 10x bình phương vào đây Đúng không à. Sau đó Con lấy dòng trên trừ dòng dưới cho thầy Nào Trừ thì chúng ta sẽ thực hiện dấu trừ như thế này 2x mũ 3 mà trừ 2x mũ 3 như vậy thành phần x mũ 3 lập tức biến mất không còn gì cả trừ 21 x bình phương mà trừ đi trừ 10 x bình phương trừ trừ thì lập tức thành cộng như vậy ở ngoài nháp chúng ta nhầm nó là âm 21 x bình phương này sau đó là cộng với 10 x bình phương này như vậy chỗ này kết quả còn lại là bao nhiêu x bình phương hả Bách con sẽ thu được kết quả là bao nhiêu x bình phương? Âm 11 x bình phương. Chính xác rồi, âm 11 x bình phương. Vậy con viết âm 11 x bình phương vào đây là chính xác mà. Rồi, tốt rồi. Làm đến đây là bước này tiếp theo rồi. Sau đó thì cho các con cho các cái thằng còn lại này nhảy dù xuống đây. Vậy nó sẽ là cộng với 67x này. Trừ đi 60. Rồi Bách ơi, Bách thực hiện bước tiếp theo giúp thầy với. Như vậy đến đây con sẽ lấy thằng âm 11 x bình phương này chia tiếp cho x, con được kết quả là bao nhiêu? Đã. Lấy lấy cái thằng đơn thức của bậc tiếp theo này, này nó là thằng này này. Sau đó con chia, chia tiếp cho thằng cái đơn thức có bậc cao nhất ở x 5 này. Vậy con sẽ được kết quả là bao nhiêu? Nào. Âm 11 x hả? âm 11 x chính xác rồi tốt rồi vậy có có cái gì đâu mà con nói với thầy là con bị quên kiến thức nhỉ trừ 11 x này vậy bây giờ bách nhân ngược cho thầy cái thằng này nhân ngược lên thầy sẽ được kết quả đây là gì nào nhanh 55 x ạ âm 11 x bình phương cộng hay trừ 55 x hả con cộng hay là trừ nào trừ à, công, cộng cộng 55 x đúng rồi tốt rồi Cộng 55X Nào Bách lấy dòng trên trừ dòng dưới giúp thầy với 12X 12X Gì nữa 60 Rồi ok 12X này mà chia cho X Được bao nhiêu 12 Cộng 12 Đúng không con Vâng con nhân ngược lên cho thầy nó bằng bao nhiêu ở bên tay phải à bên tay trái thì xin lỗi chỗ này là bao nhiêu nhỉ âm 6 âm 60 cái gì tại sao lại âm 6 hả con bao nhiêu bao à, nhiêu âm 60 ờ nhưng mà bình tĩnh này 12 này nhân với toàn bộ hai cái thằng kia được kết quả là bao nhiêu 12 x 12 x 60 à, trừ 60 rồi trừ 60 đúng rồi con có nhìn thấy hai thằng này giống hết nhau không có vậy kết quả trừ đi của nó bằng bao nhiêu không ok bằng không nếu bằng không thì đây chính là phần dư của phép chia này như vậy phép chia này là phép chia hết hay phép chia không hết hả à con hết ạ đúng rồi và đây chính là thương của chúng ta đây bây giờ con đã nhớ lại được cách chia chưa hả bách ừ. rồi ạ rồi con bây giờ thầy nói này con phải quyết tâm lên cái gì con không nhớ thì con phải hỏi thầy thầy là người mà nói thật không phải là thầy tự mãn với cái gọi là cái, cái cái khoe cái kiến thức của thầy nhưng mà rõ ràng thầy là một người rất là rất là cố gắng để sao cho truyền đạt những cái kiến thức cơ bản nhất đến cho các con thế thì cái gì mà các con còn chẳng may mà không nhớ không hiểu ấy hoặc là quên ấy thì các con phải mạnh dạn xem lại bài vở và hỏi thầy hiểu không nào thầy có bao giờ trách các con hỏi lại bài những cái gì các con quên đâu mà thầy chỉ thầy chỉ không bằng lòng là các con lười các con làm bài, không làm bài tập của thầy thôi rồi cả lớp hãy chữa cái bài này vào trong vở đi nhất là những bạn nào mà quên mất cách chia đa thức cho đa thức nào thầy xin hỏi là nam ơi đáp án của con ra có giống như của thầy không hả nam Nam ơi, phép chia của con có giống đáp án của thầy không ạ? À ok, như vậy là may quá. Con cũng đã kịp là tính toán ra được đáp án như này rồi đúng không? Rồi, ờ, ok, tốt rồi. Bin ơi, bây giờ con đã nhớ lại được cách chia của đa thức cho đa thức chưa? Ừ. Các con phải cố gắng lên nhé. Cái gì mà các con không nhớ thì các con cứ mạnh dạn hỏi thầy, thầy sẽ giảng giải hết mà bất cứ lúc nào mà thầy đã nói rồi. Thầy có bao giờ trách các con không? rồi xin mời cả lớp chữa bài đi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo <laughs> Rồi các con chưa nhanh đi nhé để chúng ta chuyển sang câu tiếp theo ạ. Đấy, các con thấy không? Trong thời gian mà cái thời gian nghỉ Tết vừa rồi, ấy, các con vẫn nghỉ Tết nhưng các con vẫn tranh thủ làm bài tập mà thầy giao ấy, thì kiến thức thì các con sẽ không bị mai một kiến thức. Cái gì mà chẳng may các con quên thì các con hỏi thầy bảo thầy ơi, nhắn tin cho thầy một câu bảo là cái phần này con quên mất rồi thầy có thể giảng giải lại cho con được không? Ví dụ thế, có phải là thầy vừa thầy rất là mừng không? Trong những trường hợp như thế thì thật sự là thầy rất Khen ngợi các con. <laughs> Rồi, ok. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Nội dung của bài số 2 này là rút gọn biểu thức. Vậy rút gọn ở đây là như thế nào? Có nghĩa là các con hãy sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ này hoặc là phép nhân, phép chia các đơn thức đa thức này để chúng ta thu gọn các cái biểu thức đấy lại. Sao cho được kết quả gọn gàng nhất có thể Vậy bài số 2 này của chúng ta có hai câu Thì chúng ta đi vào câu A như sau Cả lớp ơi các con đã chữa xong hết Của cái phần câu B của bài 1 chưa Thầy chuyển sang bài tiếp theo được chưa ạ Rồi ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo các con nhé. Thầy xin phép xóa cái phần màu đỏ này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Thì nội dung bài số 2 người ta yêu cầu chúng ta là hãy đi rút gọn các biểu thức. Thì câu A của chúng ta ấy là người ta cho đầu bài là x cộng y đóng mở ngoặc tất cả bình phương trừ đi mở ngoặc x trừ y cũng đóng mở ngoặc bình phương nữa vậy đây được gọi là sử dụng hằng đẳng thức bây giờ các con hoàn toàn có thể sử dụng hằng đẳng thức số 3 hằng đẳng thức số 3 đó là hiệu hai bình phương thì thầy viết lại này ai mà chẳng may mà không nhớ quên rồi ấy, thì nốt lại cho ta thầy a bình trừ b bình sẽ bằng là hiệu của a trừ b nhân với tích tích của nó nhân với tổng của a cộng b được chưa nào là bằng a trừ b nhân a cộng b vậy pin à, à, cho thầy hỏi trong trường hợp này con bật mic lên trả lời giúp thầy với là con sẽ được kết quả áp dụng cái hằng thức số 3 này con sẽ được cái gì nào à, xin mời bin hãy hỗ trợ thầy ạ Rồi máy của bạn lại bị bay mất rồi Rồi Bách ơi Bách cho thầy hỏi trong trường hợp này Sử dụng hàng là thức số 3 thì con sẽ áp dụng vào đây được cái gì ạ Bách ơi, Rồi ok thầy cảm ơn cảm thầy cảm ơn Vi Anh. Bách ơi, bách cho thầy hỏi là đối với cái câu A này thì con sẽ sử dụng hàng thức số 3 thì con được cái gì nào? Bách ơi, Bách có nghe thấy thầy hỏi không ạ? Dạ Thầy đang hỏi con là cái câu A này này Thì con sẽ xử lý cái cái rút gọn cái biểu thức này như thế nào ạ? Con sẽ xử lý nó như thế nào? Con uh, sử dụng hàng đẳng thức số 1 để bình phương cái x cộng y này Con bung nó ra Sau đó con trừ đi bình phương của x chữ y này hay là con sử dụng cái hằng đẳng thức số 3 là cái chỗ màu đỏ thì đang viết ở dưới này này thì con sẽ làm theo cách nào sử dụng hằng đẳng thức số 3 ok vậy con con cho thầy biết là nếu sử dụng hằng thức số 3 thì con sẽ được cái gì nào uh, x mũ uh, đẳng... 2 x2 à, hằng đẳng x mũ 2 à x mũ 2 như nào hả con tử y mũ 2 trừ y mũ 2 như thế nào nhỉ? Bây giờ con sẽ sử dụng để áp dụng hằng đẳng thức số 3 như nào nhỉ? Bác nhỉ? <laughs> Trong trường hợp này là nếu mà con sử dụng như thế này thì chưa chính xác rồi ạ. cả cái thằng x cộng y tất cả bình phương này thì đây đóng vai trò là bình phương số thứ nhất này còn cái bình phương của x chữ y này đóng vai trò là bình phương số thứ hai vậy thì bây giờ cái thằng x cộng y này là thằng a bách lưu ý nhá cả cái thằng x cộng y này là thằng a này đây là a còn cả cái thằng x chữ y này là b vậy ta có là a bình phương trừ b bình phương căn cứ theo công thức ở hàng đẳng thức số 3 ấy thì con sẽ được là bằng tích của a trừ b nhân a cộng b đúng không đúng không bách wow. vậy bây giờ con thay ngược rồi lại cho thầy là a bằng bao nhiêu b bằng bao nhiêu để thay ngược vào đây con được kết quả nào nào thay giúp thầy nào trong trường hợp này thì a bằng bao nhiêu ạ a bằng x x đâu a của chúng ta là cả cái thằng này cơ mà con con có nhìn thấy là cái mọc đầu đầu x. tiên không Y. đúng rồi là x cộng y thế còn b của chúng ta là gì x trừ y đúng rồi là x trừ y vậy thầy sẽ trừ đi như thế này thầy để nguyên như thế này thầy không phá ngoặc vội để cả cái thằng này đây chính là thành phần a trừ b con có nhất trí với thầy không được chưa ừ. nào bây giờ con đọc nốt giúp cho thầy cái thằng ngoặc đằng sau này bao nhiêu nào nhanh chỗ a cộng b này này à. A thì chính là x cộng y còn b chính là x chữ y rồi con đọc đi ừ. x cộng y gì nữa nào đây là thằng này là a này đúng không ừ. rồi ừ. còn b nữa Cộng x chữ y đúng rồi cộng với x chữ y đóng ở ngoặc đây là thực ra thầy viết chậm chứ còn khi mà các con làm tốt rồi thì các con không cần bị bước này nữa nhé rồi bách ơi bách thu gọn giúp cho thầy hai cái ngoặc này với X cộng y, ờ, đâu đâu. nào cái ngoặc đầu tiên này là X cộng Y phá tung ra này, trừ đi X cộng với Y đúng không? Như vậy là có thằng nào chém được hoa quả đi không? Con có chém được thằng nào với thằng nào đi không? Bây giờ bách thử thử uh, chém luôn giúp cho thầy xem là có thằng nào giống nhau thì chém được nó đi thế nào? Chém hoa quả đi. cái hoặc đầu tiên là kết quả bằng bao nhiêu hả con? <laughs> Bách ơi kết quả của con phần này là cái ngoặc đầu tiên là con sẽ thu được cái gì ờ, ngoặc thứ hai là cái gì nào con 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 làm nháp đi xong là đọc kết quả cho thầy nào nhanh Bách ơi hỗ trợ thầy nốt đi nào nhanh lên con Bách ơi cái ngoặc đầu tiên này là con xử lý nó như thế nào đây x cộng y trong ngoặc này trừ đi mở ngoặc x trừ y này vậy thì con thu gọn nó phá ngoặc ra sau đó là được kết quả bằng bao nhiêu không à sao chỗ này bằng không được nhỉ con thử nhìn kỹ lại xem này liệu sao bằng không được Nó có giống nhau hoàn toàn đâu Có phải là A chứ B là A giống A đâu mà mà lại là bằng không được con Nào nhìn này X cộng Y này tung ra là X cộng Y Trừ đi X Sau đó là cộng với Y ở phía sau Như vậy cái ngoặc đầu tiên này thực tế là con được kết quả bằng bao nhiêu đây? 2 y à? Đúng rồi, bằng 2 y. Bây giờ xử lý nó cái ngoặc phía sau nào. Nào, phần ngoặc phía sau con đọc cho thầy kết quả luôn đi. Là phá tung cái ngoặc này ra được cái gì nào? Trong ngoặc ấy. Là x này. Cộng với y này. Tiếp tục như nào nữa? Cộng x chữ y. Rồi, cộng x chữ y. Vậy cái ngoặc thứ hai này được kết quả bao nhiêu? 2x à? Nhân với 2x. Như vậy kết quả cuối cùng của bài toán này là bao nhiêu đây? 4xy ha. Rồi ok, đáp án chính xác là bằng 4xy. Đấy, nó đơn giản lắm, có gì đâu con. Nói chung là các con phải mình 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 còn cái gì còn chưa vững chưa chưa thật sự nhớ lắm thì mình phải chịu khó ôn tập nó. Chứ mấy cái này thì làm sao mà có thể thầy nghĩ làm sao mấy cái này có thể gây khó khăn cho các con được. Khó khăn ở đây là gì? Là bản thân các con không vượt qua được chính mình mà thôi. Chứ còn những cái này không thể khó được. Đây là cách thứ nhất, đó là sử dụng hằng đẳng thức số 3. Còn các con nếu không muốn dùng cách này, thì hãy sử dụng bình phương của một tổng trừ đi bình phương của một hiệu. Đó là hằng đẳng thức số 1 và hằng thức số 2. Thì kết quả cuối cùng nếu làm chính xác, thì chắc chắn cũng ra là 4xy. Tại sao lại như vậy? Thì các con còn nhớ này, nếu các con ai đã học thầy từ cái phần đầu tiên về hằng đẳng thức đáng nhớ, thì cái A bình phương trừ b bình phương ở đây này đóng vai trò là bình phương số thứ nhất trừ bình phương số thứ hai này này thì có một cái người ta gọi là phép 12 cái phép biến đổi mở rộng ấy thì ở đây chắc chắn là sẽ bằng cái gì nhìn này x bình phương cộng 2 xy y cộng y bình phương đây là cái thằng thứ nhất trừ đi thằng đằng sau này là x bình phương trừ 2 y cộng y bình phương là cái số 2 thì cái thành phần x bình cộng y bình với x bình phương cộng y bình phương ở cái thứ hai lập tức là biến mất chỉ còn lại là 2xy trừ đi trừ -2xy mà trừ trừ thì biến thành cộng như vậy ta sẽ được kết quả cuối cùng là 4xy các con nhá. Vậy nó như thế này này, bằng như thế này này. Quan sát này. x bình cộng với 2xy cộng với y bình phương sau đó trừ đi mở ngoặc x bình phương trừ đi 2xy à, cộng với y bình phương như vậy đến đây các con phá tung cái ngoặc này ra thì có phải là sẽ ra được ngay kết quả là bằng 4XY đúng không? Chuẩn chưa? Nào, quan sát mà xem. Ok chưa nào? Đây là cách mà sử dụng hàng đẳng thức số 1, số 2. Còn cái phần màu đỏ của thầy là sử dụng hàng đẳng thức số 3. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang làm cô B. Cô B của chúng ta đầu bài như sau này. Thầy sẽ viết đầu bài. a cộng b tất cả mũ 3 cộng với mở ngoặc a trừ b tất cả mũ 3 trừ đi 2a mũ 3. Rồi, thầy xin mời Nam làm cho thầy câu B này, con làm trực tiếp cho thầy. Sai ở đâu thầy sửa đấy. là con đây ạ con thưa thầy là con thầy là con à... Uh, đấy hàng đẳng thức luôn đúng rồi ok xin mời con cứ bung hàng đẳng thức ra thầy sẽ viết theo ờ. đúng hiệu ý của con đây là hàng đẳng thức này là lập phương của một tổng tên gọi của nó ừ. là hàng đẳng thức số 4 đúng không, con vậy nó bằng cái gì nào vâng là, là a mũ 3 chính xác a mũ 3 cộng a cộng với 3 à không cộng 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 3 a mũ 2 b chính xác rồi tốt rồi tiếp tục đi mời con à, cộng với cả là 3 a b mũ 2 tốt rồi tiếp tục cộng, cộng với b mũ 3 ok chuẩn luôn rồi cái thằng sau là cộng với cái thằng đằng sau là gì cộng với cả là a mũ 3 cộng à đâu trừ ạ chính xác trừ 3 a mũ 2 b chính xác cộng 3 a b 2 b mũ 2 rồi Trừ B mũ 3 Chuẩn luôn Tốt rồi Hạ nốt cái thằng trừ 2A mũ 3 xuống con nhé Trừ 2A mũ 3 Rồi ok Rồi bây giờ đến là bước con đi thu gọn Con chém hoa quả để những cái gì để thầy chém hộ nào Là A mũ, A mũ 3 3A bình phương B với Trừ 3A bình phương B chém đi đúng không Còn cái gì nữa Hình như là B mũ 3 đúng không đã vâng ạ. B mũ 3 với chỉ B, b mũ 3, 3 hết. Rồi. Thế A cái thằng 3. A mũ 3 đây với A, A mũ 3, 3. là hai lần mà trừ đi kết quả cuối cùng này vậy cái thành phần A bình này A A lập phương này cũng hết nốt đúng không con? Ok chưa? Là vâng. Như vâng. vậy kết quả cuối cùng của con còn lại là gì? 3 AB mũ 2 cộng 3 AB mũ 2. Ok, vậy hai thằng này nó có giống nhau không hả à, Nam? Dạ có. Vậy nó bằng bao nhiêu? Đã bằng 6AB mũ 2 Ok, đấy, đáp án của con chính xác rồi đấy Tốt rồi Rồi, xin mời các bạn còn lại Kiểm tra lại xem kết quả của các con đã đúng chưa Nếu đã đúng rồi Thì đây chính là đáp án của chúng ta ở câu B các con nhé Là bằng 6AB bình phương ạ à. Rồi, chữa bài thật nhanh đi Sau đó chúng ta chuyển sang nội dung bài số 3 đó là quay trở về cái kiến thức rất cơ bản của các con đó là phân tích đa thức thành nhân tử. Thì ở đây đối với từng câu thầy sẽ giảng giải lại cho các con kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử. Đó là các phương pháp sử dụng như thế nào. Được chưa? Nhưng mà trước khi mà các con sang bài số 3, thầy cho các con nghỉ giải lao 4 phút. Nghỉ 4 phút. Thực ra là đúng ra là phải nghỉ cách đây khoảng nửa tiếng cơ. Nhưng mà thầy lúc ấy thầy quên mất. Thì bây giờ các con nghỉ thật nhanh 4 phút sau đó quay trở lại chúng ta làm quyết tâm hết bài số 3 này rồi mới nghỉ học của buổi hôm nay nhé các con nhé bài số 3 này là phần phân tích các thức điện tử đơn giản lắm không có gì đâu chỉ khó khi mà chẳng may các con quên mất cách thức làm thôi còn nếu những bạn nào mà nhớ thì thầy tin 12 câu này chỉ làm trong vòng khoảng 15 phút là thành công thôi đối với thầy ấy, thì 12 câu này thầy chỉ làm trong vòng khoảng 8 phút. Có khi không tới. Tức là thực ra không phải vấn đề là thời gian mà là vấn đề là chúng ta có quyết tâm làm hay không thôi. Chứ còn cái kỹ năng để đối với các cái câu này thì các con được thầy dạy hết rồi. Rồi. 3 phút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhá. Xin mời các con có thể đi uống nước, có thể đi đi lại lại một chút cho nó đỡ căng thẳng, đỡ mệt mỏi, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để xử lý cái bài số 3 này <laughs> một phút nữa <laughs> <laughs> rồi ok Chúng ta đã hết thời gian nghỉ giải lao Bây giờ chúng ta quay trở lại là Nội dung của cái bài số 3 này Đó là phân tích đa thức thành nhân tử Thì cái này là các con đã được học khá là kỹ càng Và học rất là nhiều Với thời lượng khá là lớn Về cái phần này rồi Vậy bây giờ thầy xin hỏi nhé Bạn nào bây giờ nhìn các cái câu như thế này này Còn cảm thấy nó cảm thấy nó khoai khoai không thầy hỏi thật bây giờ đến bạn nào bây giờ còn bạn nào cảm thấy nhìn cái đề này còn thấy khoai khoai không thì uh, cho thầy biết đi để thầy còn biết thầy còn uh, tìm cách thầy thầy uh, giúp cho các bạn ấy biết cách làm nào chúng ta bắt đầu vào câu đầu tiên Câu A này. Rồi câu A này thầy xin mời bạn Chip nào. Phân tích đa thức này thành nhân tử giúp thầy. Bạn Chip bật mic lên xong là hỗ trợ thầy nào, nhanh nhanh nhanh. mẹ câu a này con sẽ làm như thế nào đây ừ. 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 bây giờ ý tưởng của con là gì là con sẽ sử dụng là ghép cặp tức là sử dụng là kết hợp các thành phần phần tử lại với nhau để xuất hiện được thừa à, số chung đồng. hay là như thế nào? nghĩ là ghép, cặp. Ghép cặp, ok, hợp lý. Bởi vì trong trường hợp này là có bốn thằng mà những cái bài nào mà các con nghĩ đến việc đầu tiên là số các phần tử là chẵn ấy thì hãy nghĩ ngay đến việc ghép cặp nhé. Đấy là ghép cặp là trường hợp đầu tiên. Còn nghĩ đến việc ghép cặp xong rồi mà không làm được thì các con mới nghĩ đến việc là kết hợp sử dụng hàng đẳng thức đẳng nhớ. Vậy trong trường hợp này thì con ghép cặp như thế nào đây? Con ghép hai thằng nào ghép... với nhau? Hai thằng nào với nhau ở chín? 2x với x với x bình à? 2x ghép với x bình phương. Nào, vâng. thử thử theo ý của con nhá. Nào, nếu được ghép như thế này thì con hai thằng này xuất hiện được cái thừa số là gì ra ngoài làm thừa số chung? x à, ạ. À? Đặt x ra ngoài làm thừa số chung. Ok, trong ngoặc còn lại cái gì? con x chữ 2 ạ. À? Ờ ok. à con ờ đúng rồi, x chữ 2. Đúng rồi. Thế thì cái thằng còn lại của con nó sẽ là trừ đi y bình phương này, sau đó cộng với 2y này. Thế thì Đấy. thầy hỏi, thầy hỏi con nhá. Con tư duy tiếp theo một tí cho thầy này. Cái hai thằng đằng sau này thì nó sẽ xuất hiện được là nếu đặt y ra ngoài làm thứ chung thì sẽ còn lại là y 2 tiếp, có đúng không? Đúng không hả Chip? đúng không con có à. ờ nhưng mà nếu đặt như thế này thì liệu con có làm tiếp ra được không con có xuất hiện được một cái thừa số giống nhau đặt làm thừa số chung tiếp theo không ừ. ở đây ừ. thầy thấy rằng là hai cái thằng đầu tiên là x nhân x trừ hai hai cái thằng phía sau là y nhân y trừ hai thì thực tế là hai cái cụm này nó không hề có một cái gì ràng buộc với nhau cả nó khác nhau hoàn toàn con ạ một cái là x thì thằng này là y Thằng này là x 2 thì thằng này là y chứ 2 Nó chẳng giống nhau tí tẹo nào cả Như vậy ừ. nếu mà con ghép cặp như thế này Thì khả năng là sẽ không làm được Đúng không con Vâng Vậy thì con phải ghép cặp kiểu khác Con ghép thằng nào với thằng nào nào hai ờ... x với 2y Đúng rồi ghép cái thằng trừ 2x Với thằng cộng 2y này này Khả năng là nó còn có khả di nó sẽ ra được như vậy hai thằng còn lại này là x bình phương trừ y bình phương sẽ ghép với nhau đúng không? Chuẩn wow. chưa? Hai thằng này ghép với nhau thì nó tạo ra được cái gì nhỉ con nhỉ? Trông nó quen lắm. Nó là cái gì nhỉ? À, hiệu hai bình phương ạ. Hiệu hai bình phương, ok. Rồi còn cái phía đằng sau này thì con uh, trừ đi này. Nếu đặt là ghép cặp thì cho vào trong ngoặc thì chúng ta sẽ phải để vào trong ngoặc như thế nào đây? Nào, con đọc cho thầy nào. Cho nó vào trong ngoặc thì làm nào? 2x 2x 2y. Chính xác, 2x 2y tốt. Vậy đến đây cái thằng đầu tiên này là thằng đẳng thức số 3, con sẽ đặt ra được là tích của hai thằng nào nhân với nhau? Là x y nhân x cộng y ạ. Tốt. Hai thằng phía sau đặt được thừa số gì ra làm thừa số chung không? Đặt thừa, thừa số 2 là 2 nhân x y ạ. Ok. Vậy đến đây chúng ta đã thành công chưa hả con? Rồi ạ. Đặt được gì ra làm thừa số chung? X chữ y ạ. À. Chuẩn rồi. Vậy còn lại là cái gì? Cho vào trong ngoặc giúp thầy. Còn x cộng y trừ 2. Rồi, chúc mừng con. Đây chính là đáp án chính xác của chúng ta ở câu đầu tiên. Rồi, cảm ơn con ạ. Tốt. Rồi, thầy xin mời Bách xử lý cho thầy cô B. Nhanh. Bách ơi, xử lý cho thầy cô B nào. Bách ơi, con có nghe thấy thầy hỏi đang hỏi con không? vẻ là các con học nó không không thật sự tập trung vào buổi học lắm hay sao ấy nhỉ đang vừa học vừa làm một cái gì đó hay sao ấy bách ơi con có nghe thấy thầy đang hỏi con không giờ học học thêm mà các con còn như thế này thì chắc là học chính thì thầy nghĩ rằng là là các con cũng chẳng để ý gì đến bài học lắm đâu đúng không có đúng không bởi vì là học thêm có nghĩa là gì là bố mẹ các con phải bỏ tiền ra để cho các con học thêm được và như vậy mà lớp học nó ít người như này mà các con vẫn không tập trung được thì thầy nghĩ rằng là nếu mà học ở lớp chính thì chắc là các con cũng không để ý vào bài giảng của thầy cô giáo lắm đúng không? Bách ơi, bách có nghe thấy thầy hỏi không ạ? Bách ơi. Nào, Khánh Nam, cho thầy hỏi câu B này con sẽ xử lý như thế nào nào? Thật sự là con này Ok, con trả lời cho thầy là câu B này con sẽ sử dụng cái gì? Ghép cặp hay là kết hợp để xuất hiện hàng con thầy à con này con con gì nhá có nghĩ đến việc ghép cặp không con con bỏ hai ra ngoài à hai, con... hai cái để... chắc là hai cái thằng đầu tiên con đi ghép với nhau đúng không đặt hai ra ngoài là, là, chung. Ừ. là như vậy trong ngoài thừa chung trong ngoài là còn gì trong ngoài là x cộng y ạ rồi chính xác rồi hai thằng phía sau này thì hình như thầy thấy rằng là có đặt được thừa số gì ra làm thừa số chung hay sao ấy đúng không ta vâng ạ trừ x đó. rồi ok trong ngoặc còn gì à còn x cộng y đó. chuẩn rồi tốt rồi vậy đến đây ý, đã thành công chưa à rồi ạ rồi đặt được cái gì giảm thừa chung là x cộng y hai trừ x nhân với hai chữ x ok rồi thầy cảm ơn con rất tốt ok rồi câu c thầy xin mời thảo nào Ừ, con thưa thầy là con đặt 3 ra ngoài Đặt 3 ra ngoài, ok Rồi, con uh, tiếp tục đi Thầy sẽ viết theo đúng ý của con ạ Con thưa thầy là Ở trong ngoặc còn là 2 bình phương Trừ 2AB Cộng B bình phương Trừ 1C bình phương Trừ 2AB này Cộng với B bình phương này Sau đó trừ đi 4C bình phương đúng không con Tốt rồi, ok, tiếp tục, xin mời con ừ, Con thưa thầy là bằng 3 nhân A trừ B tất cả bình phương ạ Rồi, ok, thầy đã nhận ra được ý tưởng làm của con trong này Là A trừ B tất cả bình phương Sau đó còn gì nữa con? Trừ 2C tất cả bình phương ạ Ok, rất tốt Trừ đi 2C đóng mở ngoặc tất cả bình phương Hình như cái trong ngoặc này nó chính là hằng đẳng thức số 3 hay sao ấy, đúng không con? vâng ừ, ạ Ờ, vậy nó sẽ bằng cái gì? bằng 3 nhân ở A chữ B 2C nhân A chữ B cộng 2C Rồi, chúc mừng con, rất tốt Rồi, thầy cảm ơn Thảo Rất đúng rồi Không có gì bàn cãi trong cái việc trình bày cái câu C này của con cả Rồi, câu D Thầy xin mời Không biết là Bách đã nghe lại được yêu cầu của thầy chưa Xin mời Bách làm giúp cho thầy câu D nào Bạn bạch đã bị ao. Thầy xin mời bạn Bin nào. Thầy xin mời con hỗ trợ thầy câu D ạ. Dạ trong trường hợp câu D này thì con sẽ đi ghép những thằng nào với nhau để xuất hiện được hàng đẳng thức đáng nhớ ạ. theo theo con thì con sẽ đi ghép thằng nào với thằng nào nào em ghép x mũ hai với y mũ hai còn hai con nó ghép với nhau ghép x mũ 2 này với y mũ 2 này với thằng nào nữa không con hay là chỉ ghép hai thằng này với nhau thôi xong rồi 25 là là cộng với 2 xy ở đây con nhìn này ba cái thằng này nếu ghép lại với nhau nó xuất hiện được cái gì và bin có nhìn thấy không pin ơi Có phát hiện ra được là x bình cộng y bình cộng 2 y nữa Thì nó xuất hiện ra được cái gì không con nhỉ Trông thằng này quen lắm ba thằng ba, này ghét à, à hàng đồng thức được nhất chính xác rồi Sau đó con trừ đi 25 còn lại Thì cái thằng 25 này con có biết là bình phương của số nào không Thì bằng 25 không 5, 5 bình phương chính xác rồi Ok Vậy đến đây ta sẽ làm xuất hiện hằng đẳng thức số 3, đó là đóng mở ngoặc này x cộng y tất cả bình phương trừ đi 5 bình phương vậy đến đây ta sẽ được kết quả bằng bao nhiêu hả bin bin đọc giúp thầy với ạ dạ à, kết quả được là như nào ạ A bình trừ B bình thì con sẽ được là bằng là A trừ B nhân A cộng B. Vậy chỗ này Bin sẽ được là gì à Bin? Kết quả của con là gì? Uh, x trừ y đóng mở ngoặc nhân với x cộng y đóng mở ngoặc. x nhân với Tại sao lại y đóng mở ngoặc gì cộng. con nhỉ? Bin ơi, Bin ơi, Bin bình tĩnh một tí này chỗ này nhá là thầy đang đưa về được hằng đẳng thức số 3 rồi hằng đẳng thức số 3 là như thế này con này con bình tĩnh một tí này để để chúng ta làm chuẩn cái bài này này là a bình này trừ đi b bình này thì bằng là a trừ b nhân a cộng b đúng không con thế thì ở đây ta có được là a bình của chúng ta đã biến đổi ra nó chính là bằng x cộng y tất cả bình phương rồi x cộng y bình Trừ đi 5 bình phương. Như vậy con cứ chỉ cần là con cứ bình tĩnh áp dụng đúng công thức của chúng ta là xong thôi. A của chúng ta là bằng x cộng y. Có phải là đặt trong ngoặc này là x cộng y. Như thế nào với 5 con nhỉ? Trừ 5. Trừ 5. Sau đó nhân với cái gì nữa? Nhân với x uh, trừ y cộng 5. Còn chưa chính xác. Phải là x cộng y và cộng với 5 con nhé. Được chưa nào? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ được là bằng x cộng y trừ 5 nhân với x cộng y cộng 5. Vậy đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Vậy bài này chúng ta sẽ hoàn thiện lại nó như sau. Ở đây nó bằng này. x cộng y trừ 5 nhân với mở ngoặc x cộng y cộng 5. Đấy. Rồi ok, thầy cảm ơn pin ạ. À. Rất chính xác rồi. Con chỉ cần lưu ý một tí thôi. Rồi câu tiếp theo này. Thầy xin mời Vi Anh nào câu e câu e này thì con có nhìn ra hàng đẳng thức thứ nhất à ok có hàng đẳng thức thứ nhất đó là chắc là con kết hợp ba cái thằng đầu tiên lại với nhau có đúng không ạ đúng ạ ok rồi nào xin mời con kết hợp ba thằng đầu tiên lại thì con b sẽ b được thằng là a cộng b tất cả mũ 2 chính xác yeah sau đó như thế nào nữa ừ. Ừ. cái phần a ac trừ bc thì con thấy được nhân hoài, tử chung là c nó sẽ rút ra trừ uh, c ra ngoài trong mặt còn a cộng b tốt rồi a cộng b chính xác như vậy đến đây chúng ta sẽ xuất hiện được thừa số chung chính là a cộng b có đúng không ạ đúng ạ ok tốt rồi chính xác luôn ừ. Rồi, vậy con đọc cho thầy kết quả cuối cùng đi. Kết quả cuối cùng là A cộng B nhân A cộng B trừ C ạ. Tốt. A cộng B nhân đóng mở ngoặc A cộng B trừ C. Rồi, chúc mừng con. Rất chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Các con chữa bài đi. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm câu... Làm thêm ba câu nữa nhé. Câu E, câu G và câu H. Sau đó thì thầy sẽ cho các con nghỉ. Được chưa nào? Các con cứ bình tĩnh chữa bài đi. Hôm nay buổi học đầu năm nên là chúng ta học cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thầy có một yêu cầu như thế này này. Năm cũ đã qua rồi. Nên là bây giờ từ giờ trở đi, thầy mong muốn là tất cả các bạn trong lớp của chúng ta, các con hãy chăm chỉ học hành, được chưa nào? Hãy học hành một cách nghiêm túc. Học đến nơi đến chốn. Học là học, còn chơi là chơi chứ không các con đừng có để cho hai cái khái niệm vừa học vừa chơi nó gắn kết với nhau. Tức là trong một buổi học các con học đến nơi đến chốn là gì là các con học nghiêm túc, nghe thầy giảng giải từng câu từng chữ một. Nếu phần nào các con hiểu rồi thì các con nói với thầy là con hiểu rồi. Còn phần nào các con nghe mà các con chẳng may không hiểu hoặc là cái cái phần kiến thức đấy các con bị quên mất ấy thì các con cứ mạnh dạn bảo với thầy là thầy ơi cái phần này con quên mất rồi thầy ạ thì kể cả thầy giảng giải cho các con hàng năm lần 10 lần thầy vẫn đồng ý giảng giải đến bao giờ các con hiểu thì thôi cái đấy là trách nhiệm của thầy thế nhưng ngược lại nếu mà giả sử các con không học nghiêm túc ý, các con chỉ nghe qua qua thôi ý, thì bản thân trong buổi học các con cũng không học một cách đến nơi đến chốn sau đó khi về các con cũng không để ý lại cái bài giảng nữa và như vậy chắc chắn là cái kiến thức đấy nó sẽ không thể nào mà các con có thể nạp nó vào trong đầu được và như vậy cứ mỗi một buổi học là chúng ta lại trôi một phần kiến thức đi lại mất một phần kiến thức đi như vậy là có khi sau cả một cả một học kỳ học ấy, cái phần kiến thức đọng lại trong đầu các con còn rất ít chính vì thế nên là các bạn mới nói với thầy rằng là cái phần này khó lắm thầy ạ cái kia khó lắm thầy ạ khó là do cái gì là do các con không không nghiêm túc không tiếp nhận kiến thức một cách nó học hành nó một cách đến nơi đến chốn mà thôi chứ còn nếu các con chỉ cần là các con thay đổi cái tác phong học thầy nghĩ là không có một lý do nào có thể dẫn tới là các con học mà các con không học tốt được chỉ trừ là các con không thể trở thành một học sinh xuất sắc với môn toán thôi bởi vì để mà học xuất sắc môn toán ấy thì ngoài cái tư duy ra ngoài cái năng lực của các con bản thân ra còn phải có một cái sự đam mê một cái sự gọi là cuồng nhiệt với nó nữa thì mới được thầy nói với con là ngày xưa thầy học ấy thầy đã từng đến lúc mà thầy còn bị ghi vào sổ đầu bài vì cái tội là cứ bỏ môn toán ra học bài học ở các cái giờ các cái môn khác ấy tức là gì ở đây là mình thầy thích môn toán đến mức mức độ là mình còn vi phạm cả kỷ luật về học tập cơ cái điều đấy là một cái điều không đáng làm không 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 cổ suý cái việc đấy nhưng nó là gì thể hiện một điều là thực sự là thầy ngày xưa thầy rất thích môn toán thì thầy không phải là thầy bắt các con là thầy thích thì các con cũng phải thích thầy chưa từng nói như vậy nhưng mà thầy mong muốn là các con hãy thử mở lòng ra hãy thử xem xem là liệu môn toán có thật sự nó là một cái môn thú vị hay không nó có đến mức độ là quá khó để các con không thể học được hay không. Thì thầy nói luôn, thực sự là toán là khó. Thế nhưng mà cái việc mà các con học để hiểu được ở mức độ vừa phải ấy, thì nó không quá khó. Thế còn nếu mà học để trở thành xuất sắc thì thật sự là rất khó. Được chưa? Rồi, như vậy là một vài phút vừa rồi là nghỉ ngơi và cũng để cho các con chữa bài rồi, vậy bây giờ chúng ta chuyển sang IF nhé. Thầy sẽ viết đầu bài IF xuống đây. <laughs> rồi, đầu bài của chúng ta đây bây giờ là IF này thầy xin mời một bạn bạn nào trong lớp có thể xung uh, phong cho thầy IF nào. IF này thực tế là không hề khó đâu, đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Thầy uh, xin mời một bạn nào xung phong IF cho thầy nào. Có ai sơ tay xung phong không? Bây giờ có khi phải chơi cái trò là xung phong mà trả lời đúng là có khi được thưởng ấy nhỉ. Không biết là nó có khích lệ hơn không Hả? Mỗi lần uh, trả lời đúng là được 500 đồng Có mà trả lời 10 câu mới được có 5.000 Lâu quá nhở Lâu để kiếm được một bát phở quá Hay là kiếm được một cái bánh mì Đúng không Thế thì kiếm tiền lại quá dễ Thế thì chỉ cần rình rình là mỗi buổi học Để trả lời đúng một câu thôi Thế thì có mà các con sau mỗi một tháng học thì các con còn giàu hơn cả còn giàu hơn cả bố mẹ mình bởi vì kiếm tiền nó dễ quá. Đó. À. <laughs> lại bảo thầy ơi ngày nào cũng học cũng được. Bởi vì cứ mỗi một buổi là kiếm 500 nghìn như thế thì một tháng 30 ngày là 15 triệu. Còn nhờ. À, kiếm tiền không dễ thế đâu. <laughs> chắc <laughs> mà để xứng đáng làm những câu mà các con kiếm điểm, thực tế nó nó phải những cái câu nó phải hơi khó một tí, nó phải đánh đố một tí, đấy mới là câu xứng đáng, hiểu không nào? chứ còn những cái câu mà phân tích đa thức thành nhân tử như thế này này, thực ra mà nói là nếu các con không làm được là các con bị phạt mới đúng, chứ không phải là được thưởng đâu. Bởi vì những cái câu này là những cái câu kiến thức rất là cơ bản mà. Ở câu F này thầy xin mời bạn chip nào? Xin mời bạn Chip xử lý câu F này cho thầy. Đây ạ. À. Rồi ok, xin mời con. À, nó cũng ghép cặp, đúng không ạ? À, con Rồi ok, con cứ ghép cặp đi. Con sẽ ghép thằng nào với thằng nào nào, để thầy xử lý cho. thằng X mũ 2 2 x ạ. X mũ 2. này x nhân số. X là mẫu số chung không phải mẫu số chung mà là thừa số chung là wow. x nhận x trừ hai đúng không con rồi ok cứ wow. giả sử giả sử là cái định hướng này của con là đúng rồi như vậy là chắc là con sẽ ghép hai thằng còn lại với nhau đúng không Chơi 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 cháu một tí rồi ok con cứ suy nghĩ đi Xong rồi cho thầy biết nào Để quay rồi. lại như thế này ok trừ 4 nó trừ 4 nhân y y à y nó nhân 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 với mở ngoặc là y cộng 1 đúng không? Như vậy là giả sử là con vâng. ghép như thế này là đúng đi. Thì con có thấy được rằng là hai cái thằng ở Nói phía trước và nhau. phía sau nó lại chẳng liên hệ gì với nhau cả đúng không? Hợp lý không? Như vậy là rõ ràng là ừ. nếu với cái cách thức vâng. như thế này thì là con sẽ không thành công được. Con có nhất trí không hả à, Chip? Có. Ờ vậy cái cách ghép này của con là không hợp lý rồi Vậy bây giờ con phải ghép lại Con này ghép thằng nào với thằng nào nào X mũ 2 với cả 4 Y mũ 2 Chính xác Đấy mới là cái ghép đúng đấy con ạ à. Con hiểu không nào Hai thằng này mà ghép với nhau ấy Con có nhìn thấy là nó xuất hiện được cái gì không Hả Chip Nó là Hiệu hai bình phương Chuẩn luôn Rồi vậy hai thằng còn lại Xin mời con xử lý nó cho thầy này Nó là trừ đi 2X sau đó trừ đi 4Y nữa Vậy nếu trừ như thế này Thì con muốn cho nó vào trong ngoặc Thì phải biến thành cái gì 2X Là... Cái gì 2... 4 đi 2X cộng 4Y Chuẩn luôn ừ. Chúc mừng con ừ. Đã chính xác Rồi xin mời con xử lý tiếp cho thầy nào ừ. Con xử lý sử dụng hàng đẳng thức số 3 đi Để áp dụng vào chỗ này này bình phương của hiệu Và hai à, bình à, phương. Hiệu hai bình phương thì nó bằng bao gì hả con? X, chỗ này. x 4 nhân x 4y. Oh, chưa chính xác. x x 4y nhân x 4y. Chưa chính xác. Vì bản thân cái thằng 4y bình phương kia liệu nó có phải nó là cả cái thằng đấy là 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 4y 4y đóng ở ngoặc tất cả bình phương à. không con hai 2 y nhân x cộng 2 y đấy rồi. đấy 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 thế bập bập mà hai phát như thế thì không biết là thầy cô giáo có bị trừ điểm con không nhỉ hả à? trừ điểm Chắc không có, có. <laughs> sợ là bập bập hai phát như thế thì điểm nó bị trừ còn mo rồi còn không rồi rồi cái đằng sau này đặt được cái gì ra làm thử chung đây nhanh đặt được, được số 2 ạ chuẩn luôn trong ngoặc còn gì x cộng 2 y. rồi vậy đến bước tiếp theo con đặt được thừa số gì ra làm thừa số chung đặt được, được uh, x cộng 2y ra làm thừa số chung tốt rồi còn lại nhân, là cái gì nhân x trừ 2y trừ 2 rồi chúc mừng con vẫn là bước cuối cùng vẫn là làm đúng rồi ok cố gắng lần sau là một phát đúng luôn nhá được chưa nào Vâng wow. ok rồi chúc mừng con cũng là cũng là tốt rồi rồi câu g này thầy xin mời đây là câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay Thầy xin mời bạn không hiểu là bạn Bách có nghe để thầy hỏi không Bách ơi. Bách trả lời nốt cho thầy câu cuối cùng này để chúng ta còn nghỉ nào Bách ơi. Dạ. Rồi, làm cho thầy câu cơ. Ờ. Con sẽ ghép cặp như thế nào đây? Câu này dễ mà. con đi ghép cặp như thế nào hả Bách? đối với những bài mà có số phần tử là chẵn thì bước đầu tiên là các con nghĩ đến việc là sử dụng ghép cặp vậy bây giờ thầy hỏi bách nhá như thế này thì hỏi cái này cho đơn giản này con thử nghĩ xem là ghép cái thằng x bình phương y này với thằng 9x ở cuối cùng này liệu có được không đây x mũ 2 này y này thầy cộng với 9x cuối cùng đây là thầy giả sử nhất tức là coi như thầy chẳng biết cái gì cả thì thầy thử ghép hai thằng này với nhau thầy cho nó vào trong ngoặc sau đó là trừ đi hai thằng còn lại đó là x mũ 3 cộng với 9 y ở trong ngoặc như vậy là bách ơi bách nhìn giúp thầy này liệu ghép này có hợp lý không thầy nhìn thấy thấy đã thấy nó chẳng chẳng hợp lý tí nào rồi con có thấy là không hợp lý không hả bách vâng vậy ghép như thế này không được đúng không nào như vậy bây giờ Bách có thể trả lời giúp thầy xem là con sẽ đi ghép cái thằng x bình phương y này với thằng nào được không? Ghép cái thằng bôi xanh ghép với thằng nào thì là hợp lý nào? Xin mời con cho thầy ý kiến của con. con sẽ đi ghép với thằng x bình phương y này Gửi thằng nào ở bánh thứ x mũ ba chuẩn rồi tức là hai thằng gần nhau ghép lại với nhau đúng không con ok chính xác rồi vậy hai thằng còn lại khi con đặt trừ chín y cộng chín x này nếu đặt ra ngoài làm thử số chung ấy thì đặt được cái gì ra làm thử số chung con nhỉ chín à đặt số 9 trong ngoặc còn gì y cộng x ạ có thật sự là y cộng x hay không? À, âm y cộng x à? Không phải là âm y cộng x đâu mà là thầy đặt dấu trừ đằng trước rồi này, con nhìn này. Nó đã đặt trừ 9 ra đằng trước rồi. Vậy thì trừ 9 rồi thì trong ngoặc của chúng ta phải là y trừ x. Con kiểm tra giúp thầy xem là cái dòng này của thầy đã đúng hay chưa ạ? Đúng không con? Rồi ạ. Rồi, ok. Hai thằng đầu tiên này nếu đặt được thừa số ra ngoài thì thừa số chung là thừa số gì hả con? X mũ 3 à? À x mũ 2 à? Đúng rồi, x mũ 2, ok. Trong ngoặc là gì? y x à. Chính xác. Cái thằng này với cái thằng đằng sau này con nhìn thấy con đã nhìn đã thấy sẽ xuất hiện được thừa số chung là y chữ x chưa? Rồi đúng không? Ừ. Ok. Vậy nó sẽ bằng là mở ngoặc này, nhân với cái gì nào? x mũ 2 chữ 9 ạ. À x 2 9 đúng rồi, chính xác rồi con. Nhưng đến đây chưa dừng lại được đâu nhá. Chúng ta còn phải làm một bước cuối cùng nữa. Nó là bằng cái gì? Xin mời Bách nào. Chưa dừng lại ở đây được. Chúng ta còn phải làm gì nữa hả con? Bách ơi, Bách ơi, Bách có, có nhìn thấy là cái ngoặc ở phía sau này này nó còn là hằng thức số 3 nữa không con? Có đúng không nào? Nếu là hằng thức số 3 thì chúng ta chưa dừng lại được mà chúng ta phải tách đến cùng. Tức là yêu cầu là phân tích đa thức thì nhân tử là các con phải nhớ cho thầy nhé. Là phải làm đến tận cùng thì thôi mới được nghỉ. Vậy ở đây chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng là gì hả à Bách? Y chữ Y chữ x này Nhân với cái gì nữa con X chữ 3 X chữ 3 đúng rồi Nhân với cái gì nữa X cộng 3 Ok rồi đấy Cái điều mà thầy mong muốn các con ấy Là các con phải làm được đến bước cuối cùng này Được chưa nào Ok rồi thầy cảm ơn Bách Tốt rồi Ok, xin mời các con hãy chữa giúp cho thầy đến cái câu G này. Sau đó là chúng ta sẽ tạm nghỉ tại thời điểm này, được không nào? Buổi học sau ấy thì chắc là chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục ôn tập các phần này các con nhá và đi vào những cái phần tiếp theo. Cho nên ấy, thầy yêu cầu các con này về nhà. Hôm nay là ngày thứ bảy thì tới thứ ba tới các con phải chuẩn bị trước cho thầy các bài tiếp theo đó là bài 47 bài bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 Các bài phía sau Để hôm sau chúng ta sẽ thật làm thật nhanh Để còn chuyển sang ôn tập phần hình học Cả lớp đã nhớ rõ chưa nào Thầy giao cho các con bài tập về nhà Đáng nghĩa là bài tập Tết Thì bây giờ chuyển thành là bài tập sau Tết Thì hãy làm nhanh cho thầy bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 ở phía sau nhé Để buổi học sau chúng ta sẽ chữa các bài đấy thật nhanh Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ còn phải ôn tập vần hình học nữa bởi vì thầy tin là sau nghỉ tết vừa rồi ấy, thì chắc chắn là các con rất nhiều các con đã quên mất kiến thức về phần hình học rồi ví dụ như là các dấu hiệu nhận biết hình bình hành hình thoi hình chữ nhật hình vuông đặc điểm của đường trung bình là gì rồi cách tính diện tích của các hình là khả năng các con đều quên hết đúng không thì quên ấy, thì thầy sẽ giảng giải nhắc nhở lại cho cho nên buổi học tiếp theo chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ôn tập cái đề cương này và sẽ Buổi sau nữa thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang nghỉ học Các con nhé Được chưa nào Rồi ok Thầy uh, xin chào tạm biệt tất cả các con Hẹn gặp lại các con vào buổi học tiếp theo uh, Các con nhớ nhé Những bạn nào mà muốn nhận lì xì ngay Thì các con chủ động lên nhà thầy chơi Sau đó là sẽ nhận phong bao lì xì Còn những bạn ở xa ấy Thì thầy sẽ gửi đến cho các con Sau một vài ngày Được chưa nào Rồi thầy chào tạm biệt tất cả các con Hẹn gặp lại các con vào buổi học tiếp theo ạ ok rồi thầy chào pin nhé